Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 39. Nhưng mà Tống Thanh Dương là thần tông trung kỳ, thế mà không có sức đánh trả, trực tiếp bị Tô Thương đánh được rồi hả? Ai ngờ được Tô Thương sẽ ra tay chứ, có lẽ Tống Thanh Dương nhất thời không kịp đề phòng, lại thêm chuyện hôm qua Tống Thanh Dương ăn thượng cổ đan dược, chắc chắn tổn thương cơ thể rồi, nay chưa hồi phụ nên mới có kết cục thế này. Chuyện này làm lớn chuyện rồi. Sơn chủ Thanh Thành chắc chắn sẽ không ngồi yên, tất nhiên chuyện này vẫn chưa xong đâu. Chấm chấm chấm. Mọi người tại hiện trường bình luận ầm ĩ, không chớp mắt nhìn sang, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc. Không chỉ có bọn họ, đến mấy vị trụ cột ngồi trên cao, cũng tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Cái tên công tử bột này, làm được lắm, ngược lại có mấy phần phong thái của Tô Vô Kỵ nha. Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn thấy vậy, vuốt vuốt sợi râu. Trong mắt lộ ra một vẻ khen ngợi khó thấy. Có điều, ngược lại, Thạch Hạo Hãn lại trầm giọng nói, nhưng mà làm việc bất chấp hậu quả, không tính toán được tình hình trước mắt, cực kỳ lỗ mãng, hừm, không đáng trọng dụng. Ha ha ha! Trương Thiên Lôi bên cạnh thì khiêng trống lớn ra thú, cười cởi mở nói, đứa nhóc nhà họ Tô này, làm tốt lắm. Ông đây đã sớm không vừa mắt cái tên Tống Thanh Dương kia rồi, con mẹ nó chứ. Ra tay với một cô bé nặng như vậy, sớm nên nhận quả báo mà. Thằng nhóc này, thực lực. Từ Thiện Sư Thái tận mắt thấy Tô Thương nhẹ nhàng chặt đứt cánh tay của Tống Thanh Dương, lúc này liền nhíu mày. Hôm qua bà ta nhìn Tống Thanh Dương thi đấu, bà ta cũng có chút hiểu biết về thực lực cậu ta. Cho dù không dùng thượng cổ đan dược, cũng là thần tông trung kỳ, dù là học trò cưng chịu chỉ nhược của mình, cũng rất khó chặt đứt cánh tay của Tống Thanh Dương nhanh như vậy. Mà Tô Thương lại làm được. Cái này chẳng phải nói, thực lực của Tô Thương vượt xa Triệu Chỉ Nhược hay sao? Nếu đã như vậy, tại đường đua thứ 6 ngày hôm qua, Tô Thương cần gì phải nhận thua, chẳng lẽ chỉ vì để Triệu Chỉ Nhược tấn cấp hay sao? Nhưng mà, vì sao cậu ta làm vậy chứ, chẳng lẽ có tình cảm với Chỉ Nhược hay sao? Không được. Nếu là người nối nghiệp của mình, tương lai muốn làm chủ nhân của núi Nga Mi, tuyệt đối không thể để nó và Tô Thương tiếp xúc với nhau. Nét mặt Từ Thiện Sư Thái phức tạp, âm thầm quyết định, nhất định phải tìm cơ hội giải quyết cái tai họa ngầm Tô Thương này, để tránh học trò cưng của mình đi sai đường. Ha ha! Được lắm, quả thực có phong cách của sư phụ. Tây Môn Phong Vân sau khi nhìn thấy hành động của Tô Thương, vẻn vẹn lộ ra một nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Có điều! Sơn chủ Thanh Thành nổi giận lôi đình. Lập tức từ trên cao nhảy xuống, đến bên cạnh Tống Thanh Dương. Thanh Dương, con không sao chứ? Sơn chủ Thanh Thành ân cần nói. Sư phụ! Tống Thanh Dương bưng bít lấy vết thương đang không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói, cánh tay của con không có, giết nó đi, giết Tô Thương phải chết. Đồ nhi, con đừng lo lắng, ta sẽ mời thầy thuốc của Dược Vương Điện đến, nối liền cánh tay cho con. Sơn chủ Thanh Thành đầu tiên là trấn an Tống Thanh Dương, sau đó ánh mắt nhìn lên người Tô Thương, giận không kiềm được nói, còn về Tô Thương, nó tất nhiên phải chết, sư phụ sẽ tự tay giết chết nó, chút giận cho con. Vừa nói xong, Sơn chủ Thanh Thành liền phóng ra một luồng khí tức kinh khủng, trong mắt sát ý ngập trời, định tùy ý gạt bỏ Tô Thương. Nhưng mà sau một giây, Ali đứng sau Tô Thương, cũng phóng ra một luồng uy thế như vậy. Trong chốc lát, hiện trường bụi đất tung bay, không khí vang lên vù vù, cục diện cực kỳ sôi nổi. Người luyện võ bốn phía từ cảnh giới thần tông trở xuống, vì không chịu được uy thế của Ali, thân thể ngã trái ngã phải, thậm chí có người nằm xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Cái này, thật, thật khủng bố. Võ thần lục địa, đây chính là thực lực của võ thần lục địa sao? Đời sau của nhà họ Tô lại có người này bảo vệ. Chẳng trách dám ở trước mặt Sơn chủ Thanh Thành chặt đứt cánh tay Tống Thanh Dương như vậy. Sơn chủ Thanh Thành cũng là võ thần lục địa mà, nhưng bây giờ lại không dám nhúc nhích rồi. Võ thần lục địa cũng phân chia cao thấp, rõ ràng, người bảo hộ cho Tô Thương mạnh hơn. Chấm chấm chấm. Không dám nhúc nhích. Quả thật. Giờ phút này, Sơn chủ Thanh Thành, bị ánh mắt của Ali dùng uy thế khóa chặt, khí tức trên thân đã biến mất, toàn thân giống như gặp kẻ địch lớn. Thấp thỏm lo âu đứng sang một bên. Cô là võ thần đỉnh phong. Sơn chủ Thanh Thành nuốt nuốt ngụm nước miếng, run rẩy cuống họng hỏi.
Ali căn bản không để ý đến ông ta, mà nhìn về phía Tô Thương, nhỏ giọng hỏi, cậu chủ, giết hay không? Đợi chút đã. Tô Thương cầm trong tay kiếm thương khung đang nhuốm máu, ánh mắt nhìn chăm chú Sơn Chủ Thanh Thành, khẽ cười nói, Sơn Chủ Thanh Thành, thân phận của tôi hôm qua tôi đã nói rồi, tôi muốn biết, năm đó người tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, là ông đi hả? Ánh mắt này của Tô Thương, lạnh lùng như đao, khiến cho người khác như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Đối mặt với câu hỏi của Tô Thương, đường đường là Sơn Chủ Thanh Thành, vậy mà sợ hãi, hoảng hốt lùi lại một bước. Tôi, Sơn Chủ Thanh Thành ấp úng, cũng không trực tiếp trả lời. Ông ta có đi. Lúc này, xảy ra chuyện không tưởng, chính là Tây Môn Phong Vân ngồi ở vị trí trên cao, cười cười nói, Sơn Chủ Thanh Thành lúc ấy đứng cùng chỗ với tôi, ông ta giết 18 người nhà họ Tô. Như thế hả? Tô Thương nhìn thoáng qua Tây Môn Phong Vân, ánh mắt lại nhìn vào Sơn Chủ Thanh Thành, lạnh lùng nói, Ali, thế thì giết đi. Vâng. Ali nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy sát ý. Ông chủ Tây Môn, ông đừng nói lung tung, ông hại tôi, ông muốn hại chết tôi sao? Sơn Chủ Thanh Thành còn chưa nói hết, đã im lặng không nói được gì, cơ thể nhanh chóng ngã xuống. Chỉ thấy Ali vừa mới vung tay, ngón tay thon ngọc ngà đánh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, một chưởng liền giết chết Sơn Chủ Thanh Thành. Ặc, giờ phút này, Sơn Chủ Thanh Thành ngã ngửa xuống đất, miệng phun ra máu, khí tức dần dần yếu ớt, cuối cùng mất mạng. Bộ ngực của ông ta bị đánh ra một lỗ thủng, rõ ràng là dấu bàn tay, xuyên thủng người mà chết. Sư phụ, Tống Thanh Dương thấy cảnh này, đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn, kinh sợ hô to, bị dọa đến cơ thể không ngừng run rẩy. Tống Thanh Dương, bây giờ đến lượt mày. Sau khi giải quyết xong Sơn Chủ Thanh Thành, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Tống Thanh Dương mất đi một cánh tay, lạnh lùng cười nói, có điều tao không cho mày chết nhẹ nhàng được, trước khi chết, tao sẽ khiến mày cảm nhận được sự thống khổ cực hạn. Vừa nói xong, Tô Thương đứng tại chỗ, vung ra một kiếm, kiếm khí màu vàng hình trăng lưỡi liềm không ngừng rơi vào người Tống Thanh Dương. Tô Thương hóa thân, lần lượt vung kiếm thương khung trong tay, kiếm khí dày đặc, tất cả đều thẳng hướng Tống Thanh Dương mà chém giết. Ngàn đao băm thây, cũng không bằng cái này nữa. Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người có mặt nơi đó đều ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Quá tàn ác rồi. Tô Thương đúng là quá tàn ác. Giết người cũng chỉ cần một chém một cái, đầu rớt xuống đất, nhưng Tô Thương lại dùng loại thủ đoạn này để hành hạ Tống Thanh Dương, quá tàn ác rồi. Trong chốc lát, trong lòng mọi người ở nơi đó đều dâng lên một ý nghĩ, tên Tô Thương này không thể chọc vào. Về phần các thế lực tông phái năm đó tham gia tiêu diệt nhà họ Tô, sau khi chứng kiến sức mạnh cường hãn của Ali và sự hung ác của Tô Thương thì trong lòng tất cả đều hoang mang, lo sợ. Tô Thương sau khi hành hạ mấy phút, cuối cùng thì dùng một nhát kiếm cứa đứt cổ của Tống Thanh Dương. Phụt! Máu tươi bá n ra đầy trời, Tống Thanh Dương cuối cùng cũng đã được giải thoát. 100 năm trước, ông cố Tô Vô Kỵ của tôi sau khi mất tích thì nhà họ Tô gặp họa diệt môn. Sau khi giết chết Tống Thanh Dương, Tô Thương cầm trong tay kiếm thương khung, nhìn xung quanh bốn phía, lạnh lùng nói, món nợ này, tôi sẽ không quên, núi Thanh Thành, chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Những thế lực năm đó, có một thì tính một, ai cũng đừng hòng trốn thoát khỏi sự trừng phạt của tôi. Nhưng mà, lão môn chủ Thiên Cơ Môn đã từng tiên đoán, sau đại hội võ thuật, cục diện của giới luyện võ sẽ xảy ra biến đổi, tôi muốn xem. Cho nên vận khí của mấy người vẫn còn tốt lắm, có thể được sống thêm một thời gian nữa. Đợi sau đại hội võ thuật, tôi sẽ từ núi Côn Luân bắt đầu, để các người nợ máu trả bằng máu. Cuối cùng, ánh mắt Tô Thương nhìn Tây Môn Phong Vân đang ngồi trên đài cao, híp mắt lại nói, Tây Môn Phong Vân, báo với tất cả gia tộc Tây Môn các người, bao gồm cả ông, rửa sạch cổ của mình đi, đợi tôi đến. Đến lúc đó, tôi sẽ để cho núi Côn Luân được tưới bằng máu của gia tộc Tây Môn, để an ủi linh hồn của liệt tổ liệt tông nhà họ Tô. Ha ha! Tây Môn Phong Vân hoàn toàn không hoảng sợ, ngồi nghiêm chỉnh, khẽ cười nói, Tô Thương, khí phách này của cậu, rất xứng với thân phận hậu nhân nhà họ Tô, được, sau đại hội võ thuật, tôi sẽ ở Côn Luân chờ cậu, năm đó tôi có thể dế tê chết nhà họ Tô, thì bây giờ cũng có thể gỡ yết chết cậu. Muốn chết! Ali nghe thấy lời này,
ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, bóng dáng biến ảo, thẳng hướng Tây Môn Phong Vân. Hừ, Tây Môn Phong Vân thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ. Ầm, trong chốc lát, nắm đấm của A Ly cùng với bàn tay của Tây Môn Phong Vân va chạm vào nhau. Ảnh hưởng còn lại của lực chiến đấu lúc nãy, như những làn sóng lan ra bốn phía, linh khí cường hãn tàn phá hết mọi thứ xung quanh, mà không gian xung quanh đó tựa hồ như cũng bị bóp méo theo. Sau khi hai người cùng ra tay với nhau một chưởng, A Ly liền bị đánh ngã lui trở về, đứng bên cạnh Tô Thương. Về phần Tây Môn Phong Vân, cũng lùi lại giống như vậy, trên mặt viết đầy chữ kinh sợ. Nhưng sau đó, ông ta liền nhìn A Ly, nở một nụ cười, ha ha, trúc cơ đỉnh phong, Tô Thương, người vệ sĩ này của cậu thực lực không yếu nha, chẳng trách cậu lại dám láo xược như vậy. Ông cũng không yếu. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt của Tây Môn Phong Vân, mỉm cười nói, Tây Môn Phong Vân, không ngờ ông cũng là trúc cơ đỉnh phong, đá năng lượng do ông cố tôi thu thập đều bị ông hưởng không ít nhỉ. Tây Môn Phong Vân không trả lời lại mà dò hỏi nói, cô ấy là ai? Trụ cột cuối cùng của nhà họ Tô. Nói láo, đừng hòng lừa tôi. Tây Môn Phong Vân số đỏ mỉm cười, lạnh giọng nói, trụ cột của nhà họ Tô là cô Phù Dung, tôi rất quen thuộc với khí thức của bà ấy, còn cô gái bên cạnh cậu, rất xa lạ, hơn nữa, cô Phù Dung là luyện võ, nhanh nói, cô ấy là ai, sao lại đạt được trúc cơ đỉnh phong, có phải Tô Vô Kỵ đã từng xuất hiện lại? Tại sao lại phải nói cho ông chứ? Tô Thương chăm chú nhìn Tây Môn Phong Vân, mỉm cười nói, ông chủ Tây Môn, ông đang sợ hãi sao, sợ ông cố tôi trở lại sao? Sợ. Tây Môn Phong Vân cười nhạo nói, ha ha ha, Tô Vô Kỵ sớm đã chết rồi, tại sao tôi phải sợ chứ? Thế sao? Tô Thương khẽ cười nói, nếu như ông đã nghi ông cố tôi đã chết rồi, tại sao còn hỏi ông ấy có phải đã xuất hiện lại? Hừ, Tây Môn Phong Vân hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không tiếp tục chủ đề này nữa. Hừ cái đầu ông. Tô Thương híp mắt lại, cười nhạo nói, linh thạch trên núi Côn Luân, ông thay tôi bảo quản cho tốt vào, nhanh thôi tôi sẽ đi đến núi Côn Luân. Tôi đợi cậu đến, chỉ sợ đến lúc đó cậu không dám lấy thôi. Sắc mặt của Tây Môn Phong Vân vô cùng khó coi nói, sau đó ông ta thu hồi lại ánh mắt, ngồi xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trải qua đợt thăm dò lúc nãy, ông ta đã biết được thực lực của A Ly vậy mà không kém mình bao nhiêu, đều là trúc cơ đỉnh phong. Tây Môn Phong Vân biết rõ, giờ này ngày này, chính mình ắt hẳn không có cách gì dễ dàng giết chết Tô Thương được nữa rồi. Cho nên, ông ta dứt khoát lựa chọn không tiếp tục giao đấu nữa, bảo tồn sức lực, để ứng phó với sự biến đổi sau đại hội võ thuật. Cậu chủ, tôi còn chưa trở về hình dạng gốc của mình, nếu không trong vòng 3 chiêu thì có thể giết chết Tây Môn Phong Vân rồi. Lúc này, A Ly dùng linh hồn truyền âm nói. Tô Thương âm thầm truyền âm nói, không gấp, mạng của ông ta, tôi sẽ tự lấy. Bây giờ tôi cũng gần đạt được trúc cơ rồi, cho tới nay, đối thủ của tôi đều là người luyện võ, tôi sắp nhanh quên đi mùi vì chiến đấu siêu cấp rồi. Tô Thương khẽ cười nói, công pháp mà Tây Môn Phong Vân tu luyện chắc không yếu, nó thuộc công pháp thượng phẩm. Nhưng cũng không tính là gì, dựa vào các loại chủ bài của tôi, trúc cơ sơ kỳ, cũng đã đủ tự tin để vượt qua vài ba cảnh giới nhỏ đó rồi, thẳng tay mà giết. A Ly nghe thấy lời này, thì không nhiều lời nữa, thu lại uy thế của mình, nhất mực cung kính đứng sau Tô Thương. Mọi người ở nơi đó, lập tức thở phào nhẹ nhõm dường như chút được gánh nặng vậy. Trúc cơ, ông chủ Tây Môn quả nhiên là người tu chân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tu chân, nghe nói sẽ có cơ hội không già không chết, khiến ai cũng thèm muốn. Người vệ sĩ bên cạnh Tô Thương vậy mà không phải là trụ cột kia của nhà họ Tô, hơn nữa cũng là người tu chân, cảnh giới còn ngang bằng với ông chủ nhà Tây Môn, thật không thể tưởng tượng được. Đây chắc chắn là con át chủ bài cuối cùng mà Tô Vô Kỵ để lại, tôi nói rồi mà, đại nhân vật đã từng uy áp cả thiên hạ. Sao lại có thể không lưu lại chút thủ đoạn cho đời sau của mình chứ? Tôi nghe nói một người trúc cơ thì đã có thể sánh ngang với võ thần lục địa, vậy thì trúc cơ đỉnh phong há không phải tương đương với võ thần đỉnh phong sao? Vẫn là tu chân tốt hơn rồi, trên trúc cơ còn có cảnh giới kết đan, mà trong hệ thống luyện võ, trên võ thần thì không còn cảnh giới gì nữa rồi. Ở trái đất đều giống nhau được chưa? Ở trái đất có thiên đạo áp chế,
người tu chân chỉ cần đạt đến kết đan thì sẽ bị những hiện tượng lạ quấy rối, từ đó bị ép đi đến tinh không cổ lộ. Chấm chấm chấm. Mọi người bàn tán xôn xao, bàn qua bàn lại xem sự khác biệt giữa tu chân và luyện võ. Thiên Sơn Tuyết sớm đã mang theo cao thủ núi Cửu Phong chạy tới, nhưng khi nhìn thấy thần uy của A Ly thì không ra tay nữa. Đám người Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, Thạch Cửu Thiên cũng như vậy, giờ phút này đều bị thực lực của A Ly làm cho chấn kinh. Cái mẽo gì vậy, bà chủ nhỏ không thể trêu vào nha. Vương Phú Quý nhịn không được thì thầm nói. Cậu ấy là người tu chân luyện khí tầng 9, đương nhiên biết trúc cơ đỉnh phong có ý nghĩa gì, thế là lại càng thêm sợ A Ly. Bà chủ nhỏ, Thiên Sơn Tuyết ở bên cạnh, loáng thoáng nghe được những lời lẩm bẩm của Vương Phú Quý, trên mặt nở một nụ cười. Vốn dĩ cô ấy còn lo lắng, A Ly sẽ trở thành nỗi uy hiếp với Tô Thương, nhưng bây giờ thì cô ấy lại không lo lắng nữa rồi. Lúc trước khi Tô Thương rời khỏi mật các ở Võ Đang, thì Vương Trọng Vân đã đuổi tới ba lôi đài lớn rồi, từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên ở phía trên cao. Nhưng mà, ông ta giống không thèm đếm xỉa gì đến chuyện gì, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bây giờ, mọi chuyện đã đến hồi kết thúc, ông ta liền đứng dậy thu xếp tàn cục, thúc giục đại hội võ thuật tiếp tục. Cứ như vậy, vòng vé vớt của bảng 2 bắt đầu. Nhưng mà, ngay khi Tô Thương cầm thanh kiếm thương khung dính máu đi lên lôi đài, thì những người tham gia thi đấu của bảng đấu này, không có một ngoại lệ nào, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhảy xuống lôi đài, lựa chọn nhận thua. Lúc trước, hình ảnh Tô Thương hành hạ Tống Thanh Dương rõ mồn một trước mắt, cho nên những người dự thi ở trên lôi đài, ai mà còn dám đụng vào cái đồ xúi quẩy Tô Thương này nữa chứ? Lại thêm, bọn họ đã biết được thực lực của Tô Thương, ngay cả thần tông trung kỳ mà còn có thể gỡ ít chết được, thì mình cần gì mà phải miễn cưỡng chứ, dứt khoát đầu hàng cho rồi. Cứ như vậy, trên lôi đài chỉ còn lại một mình Tô Thương, những người thi đấu của vòng vé vớt bảng 2 không ngoài dự tính, toàn bộ đều nhận thua. Tự nhiên mà vậy, Tô Thương trở thành người chiến thắng, trở thành người mạnh thứ 20 năm nay, tiến vào vòng 2 của Đại hội Võ Thuật. Vòng 2 chính là 20 người chọn 10 người, bây giờ tính thêm cả Tô Thương nữa, thì đã xác định được 14 người. Mà vòng vé vớt có tất cả 8 trận, trước mắt đã diễn ra 2 trận, còn lại 6 trận. Tiếp theo đó, trận đấu lại tiếp tục, những người tham gia thi đấu vòng vé vớt bảng 3 đã nhảy lên lôi đài. Tô Thương không có rời đi, mà đứng ở dưới đài, im lặng quan sát trận đấu. Tô đại thiếu gia, lợi hại quá, thần tông trung kỳ mà anh cũng có thể giết, không hổ là đại ca của tôi. Vương Phú Quý hấp tấp chạy tới trước mặt Tô Thương, nịnh nọt nói. Tô Thương khẽ cười nói, Vương đại thiếu gia, đừng có mà thổi phồng tôi nữa, nếu như cậu chịu cầm kiếm thì hẳn cũng có thể làm được như vậy. Dùng kiếm hả, hi hi, có cơ hội thì nói sau đi. Vương Phú Quý thuận miệng miễn cưỡng nói cho có lệ. Tô đại thiếu gia, đánh đẹp lắm, núi Thanh Thành chính là chó săn của gia tộc Tây Môn, không ngờ anh ở trước mặt mọi người dế tê chết Tống Thanh Dương, giết luôn cả sơn chủ Thanh Thành, cái này không khác gì vả cho Tây Môn Phong Vân một bạt tai nha. Trương Mộ Cổ cười nói, nhìn thấy người của gia tộc Tây Môn ăn quả đắng, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng luôn đấy, ha ha. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Núi Thanh Thành và núi Côn Luân, tôi sẽ tiêu diệt hết, sớm muộn gì có một ngày, hai ngọn núi này cũng sẽ bị tôi quét sạch. Tô Thương nở một nụ cười, sau đó nhìn sang Trương Mộ Cổ, khẽ cười nói, anh Mộ Cổ, anh cũng tham gia vòng vé vớt, anh bị phân vào bảng mấy vậy? Tôi không vội, Thạch Thiếu gia đều sắp xếp cả rồi, tôi và Tây Môn Hổ Tiếu, đều ở bảng 8. Trương Mộ Cổ nghiến răng nghiến lợi nói, lần này, tôi sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Cho dù là phải chết, thì tôi cũng phải kéo Tây Môn Hổ Tiếu chết theo. Người anh em, Tô Thương nghe vậy, liền đặt một tay lên vai Trương Mộ Cổ, nghiêm túc nói, nghe tôi nói một câu, đừng làm như vậy. Nếu như anh dùng toàn lực thì có thể giết được Tây Môn Hổ Tiếu thì cứ thế mà giết. Tô Thương nói tiếp, nếu như anh cần phải hy sinh tính mạng của mình mới có thể lấy đi mạng sống của Tây Môn Hổ Tiếu thì tuyệt đối phải nhẫn nhịn lại, đừng làm chuyện ngốc như vậy. Tây Môn Hổ Tiếu chỉ là một mạng sống rẻ tiền, không giống như anh và anh ta đổi mạng với nhau, không đáng, anh lỗ nặng rồi. Tô Thương khẽ cười nói, hơn nữa, anh không chỉ có một người, anh còn có bạn bè là chúng tôi nữa.
Cứ coi như là anh thua đi, thì cũng còn có chúng tôi báo thù cho anh, chỉ là một tên Tây Môn Hổ Tiếu thôi mà, tính là gì chứ? Tô Thương cởi mở cười nói. Tô đại thiếu gia, tôi. Trương Mộ Cổ nghe đến lời này, lập tức lộ vẻ xúc động, trong lòng vô cùng cảm động. Anh ấy chỉ là một người đàn ông thô kệch, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm, anh ấy không ngờ tới Tô Thương sẽ nói với mình những lời như vậy. Anh Mộ Cổ, còn có tôi nữa. Vương Phú Quý ở bên cạnh, cũng khoác lác nói, kèn tôi vang lên một tiếng thì Tây Môn Hổ Tiếu tính là cái rắm gì, anh không thể xảy ra chuyện được, nếu không ai tạo thành một đội với tôi chứ. Tôi còn định cùng anh tham gia thực tập sinh thần tượng nữa kìa, tiết mục tuyển lựa nhân tài xuất sắc quan trọng như vậy, hai kỳ tài âm nhạc thế giới chúng ta, thiếu một người cũng không được. Đi cái đầu nhà cậu. Tô Thương trợn mắt nhìn Vương Phú Quý, mặt tràn đầy ghét bỏ nói, Vương đại thiếu gia, cậu còn nhắc lại chuyện lập đội này lần nữa thì tôi nói cho Lưu Sở Điềm biết chuyện cậu đi đến quán ba cao cấp, để cô ấy dạy dỗ lại cậu. Ha ha, Tô đại thiếu gia. Cái này thì tôi không còn sợ nữa nhé, dù sao cây ngay không sợ chết đứng, tôi cũng không đi quán ba cao cấp mà. Vương Phú Quý ưỡn ngực nói. Vụ oan hãm hại, muốn tìm hiểu một chút chứ. Tô Thương nhíu mày. Tô đại thiếu gia, tôi sai rồi, chừa cho tôi một con đường sống đi. Vương Phú Quý nghe vậy, nhất thời sự hãi, ôm lấy bắp đùi của Tô Thương xin tha mạng. Trương Mộ Cổ ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức vui vẻ mỉm cười. Anh ấy không ngờ tới mình tham gia đại hội võ thuật thì có thể kết giao được với hai người bạn tốt này, chuyến đi này không tệ mà. Tô Thương không tiếp tục đấu võ mồm với Vương Phú Quý nữa, lúc này, anh phát hiện ra được mấy ánh nhìn đang nhìn về phía mình. Thế là, Tô Thương liền ngẩng đầu lên xem xét, sau đó thì nhìn thấy Võ Đang Vương Giã, Phật Tử Vô Cơ, Tây Môn Hổ Tiếu, Tây Môn Long Ngâm, Nga Mi Triệu Chỉ Nhược, Mặc Đao Thiếu Gia. Thâm Thành Đỗ Phi Dương, cả đám thiên tài đỉnh phong đều tập hợp lại một chỗ và đang nhìn mình. Mọi người, Tô Thương đã đạt đến luyện khí tầng 9 rồi, người tu chân cảnh giới này, mọi người có nắm chắc đối phó được không? Lúc này, Tây Môn Hổ Tiếu mỉm cười, mở miệng nói trước. Ha ha! Mặc Đao ở bên cạnh khẽ cười nói, Tây Môn nhị thiếu gia, ông chủ gia tộc Tây Môn mấy người là trúc cơ đỉnh phong, ắt hẳn trong gia tộc Tây Môn cũng có người tu chân khác chứ nhỉ? Lẽ nào nhị thiếu gia chưa từng giao đấu với người luyện khí tầng thứ 9 hay sao? Mặc Đao thiếu gia quả nhiên thông minh. Tây Môn Hổ Tiếu cười nói, nếu lão tổ tông nhà chúng tôi đã bộc lộ ra thân phận người tu chân của mình rồi thì tôi đương nhiên cũng không cần giấu giếm nữa. Gia tộc Tây Môn quả thực có người tu chân luyện khí tầng 9, người tu chân cảnh giới này, lực chiến đấu hoàn toàn không yếu, có thể sánh ngang với thần tông sơ kỳ. Nếu như có thêm vài thủ đoạn thì cũng có thể giết chết thần tông trung kỳ. Tây Môn Hổ Tiếu nói tiếp, nhưng mà, vì tu chân và luyện võ không giống nhau, người tu chân luyện khí tầng 9, đối với hệ thống luyện võ mà nói lực chiến đấu có khoảng cách lớn hơn nhiều. Tô Thương chính là đời sau của Tô Vô Kỵ, thủ đoạn ắt hẳn là tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ khó đối phó nha. Tây Môn Hổ Tiếu cười đùa nói, mọi người tham gia đại hội võ thuật, đều là muốn giành được hạng nhất. Lẽ nào mọi người đối với Tô Thương không có chút kiêng kỵ nào sao? Nhị thiếu gia, cái này không có liên quan gì nhiều đến anh nhỉ? Triệu Chỉ Nhược ở bên cạnh, nghe Tây Môn Hổ Tiếu đang khích bác mối quan hệ giữa các đại thiên tài và Tô Thương, liền lạnh lùng nói, anh ngay cả 20 người mạnh nhất cũng chưa được tiến vào, ở vòng loại còn chưa chắc có thể thắng, bây giờ lại muốn giật dây cho mọi người nhắm vào Tô Thương, không khỏi quá sớm hay sao? Ha ha, cô Chỉ Nhược. Vòng vé vớt tôi nhất định sẽ thắng, tên Trương Mộ Cổ đó, tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Tây Môn Hổ Tiếu mặt tràn đầy tự tin, sau đó nói, hơn nữa, tôi không có giật dây, chỉ là đang nói sự thật với mọi người mà thôi. Sự tồn tại của Tô Thương, chính là một hiểm họa ngầm, nếu như có cách khiến anh ta không tham gia được đại hội võ thuật được thì tốt rồi. Lời vừa nói ra thì mấy tên thiên tài kia đương nhiên đều hiểu Tây Môn Hổ Tiếu là có ý gì. Đơn giản chỉ là dùng mấy thủ đoạn ti tiện, tạo ra sự cố ngoài ý muốn, khiến cho Tô Thương vô duyên không tham gia vào vòng 20 chọn 10 kia thôi. Hừ, hèn hạ, đại hội võ thuật, đều dựa vào bản lĩnh của mình, Tây Môn Hổ Tiếu, thu lại ý nghĩ của anh đi. Triệu Chỉ Nhược đứng lên tỏ thái độ đầu tiên, sau đó trước mặt mọi người, nhanh chân bước về phía Tô Thương. Võ Đang Vương Giã đối với việc này cũng vô cùng xem thường.
thậm chí cũng không thèm nhìn tới Tây Môn Hổ Tiếu, sau khi liếc nhìn Tô Thương từ xa một cái thì thân ảnh nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cái gọi là các thiên tài của đại hội võ thuật, Vương Dã vốn không quan tâm, đương nhiên cũng sẽ không đặc biệt đến quan sát các trận đấu làm gì. Nhưng mà, hôm qua Vương Dã nghe nói, hậu nhân của nhà học Tô đã xuất hiện ở trên lôi đài, đáng tiếc anh ta đã bỏ lỡ. Cho nên hôm nay, mới tới đây, định nhìn xem hậu nhân nhà họ Tô, bây giờ nhìn thấy rồi, đương nhiên không còn cần thiết phải lưu lại nữa. A-di-đà Phật, nhân gian chính đạo mới là đạo lớn, Tây Môn công tử chớ nhầm đường lạc lối. Vương Dã đi rồi, Phật tử Vô Cơ chắp tay trước ngực, miệng tụng A-di-đà Phật, ngay sau đó cũng rời đi. Tô Thương, Đỗ Phi Dương của nhà họ Đỗ tại Thâm Thành dùng ánh mắt lạnh băng chăm chú nhìn Tô Thương, sau đó xoay người bước đi. Sơn Trang Y Vân ở Giang Bắc xảy ra chuyện, cậu ta đã sớm biết, Tô Thương chính là người giết cha của Đỗ Minh Viễn. Bởi vậy, Đỗ Phi Dương hận Tô Thương thấu xương, tuy nhiên cậu ta cũng không muốn làm bạn với Tây Môn Hổ Tiếu. Nhà họ Đỗ cũng là gia thế cổ võ. Lão tổ Tây Môn Phong Vân của gia tộc Tây Môn ý đồ nhất thống cổ võ thế gia, đã từng tới Thâm Thành, hai bên ầm ĩ cũng chẳng vui vẻ gì. Lão tổ nhà họ Đỗ là Đỗ Khôn thậm chí còn bị Tây Môn Phong Vân đả thương, hai nhà xem như kết thù rồi. Dã tâm của gia tộc Tây Môn, mọi người đều biết hết, Đỗ Phi Dương đương nhiên sẽ không hy vọng bảo hộ lột ra. Huống hồ, hắn ta rất tự tin với thực lực của mình, nếu gặp được Tô Thương trên võ đài, chỉ cần cậu ta mời ba vị lão tổ thượng thân, ai cũng không phải đối thủ của cậu ta, muốn giết Tô Thương, dễ như trở bàn tay. Hổ Tiếu, tôi đã nói với cậu rồi, đừng đề xuất cách đối phó với Tô Thương trước mặt mọi người, vô dụng thôi. Lúc này, Tây Môn Long Ngâm giọng điệu khiển trách nói, những thiên tài đứng đầu đó đều kiêu ngạo tự mãn, tự giữ mình đi, chúng tôi sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như cậu đâu. Đại ca, em vốn muốn thử một lần, giờ em hiểu rồi, vẫn là anh phân tích đúng. Tây Môn Hổ Tiếu khách khí nói, về sau gia tộc Tây Môn giao vào tay đại ca, em rất yên tâm. Tây Môn Long Ngâm nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu căng, nhẹ nhàng cười nói, Hổ Tiếu, sau này em thành thật nghe anh phân phó là được, chuyện anh không cho làm thì em đừng làm, chuyện như hôm nay, tuyệt không được phép xảy ra nữa, yên tâm, đại ca sẽ không bạc đãi em, dù sao chúng ta cũng là anh em ruột. Được thôi, cảm ơn đại ca. Tây Môn Hổ Tiếu cung kính gật đầu, như đứa trẻ mới làm sai chuyện gì đó. Tuy nhiên ở đáy mắt hắn ta, lại hiện lên một mặt cười khẩy nghiền ngẫm, căn bản không đặt Tây Môn Long Ngâm trong lòng. Ha ha, anh cứ ngông cuồng đi, Tây Môn Long Ngâm, giờ tôi nuông chiều anh, nhưng anh, rất nhanh anh sẽ biết bộ dáng chân chính của tôi thế nào thôi. Được rồi, em đi chuẩn bị đi, hôm nay em còn có trận tỉ thí mà, nhất định phải giành được tư cách thăng chức, không được để gia tộc Tây Môn mất mặt. Tây Môn Long Ngâm kiêu căng ngạo mạn nói. Vâng, đại ca. Tây Môn Hổ Tiếu tất cung tất kính hành lễ, rồi bước đi. Nhìn Tây Môn Hổ Tiếu rời đi, khóe miệng Tây Môn Long Ngâm hơi nhếch, kiêu căng trong mắt không còn lại chút gì cả, thay vào đó là một mặt cười khẩy khó nhận ra. Tây Môn Hổ Tiếu, chung quy là do cậu còn quá trẻ, muốn chơi với đại ca sao, cậu còn non lắm. Tây Môn Long Ngâm lắc đầu, tiếp đó cũng không ở lại hiện trường nữa. Thiên kiêu chân chính của đại hội võ thuật trăm tông phái, hắn đều đã tìm hiểu qua rồi, ngoại trừ một vài người, số còn lại đều không có gì đáng sợ. Thiên tài này đó trong võ giới cổ này, tư chất đều là số một số hai, cho dù có chọn tu chân, cũng có thể đạt được thành tựu rất lớn, xem ra, địa cầu mới nhiều nhân tài. Tô Thương chăm chú nhìn thiên kiêu ở phía xa xa, nhịn không được nói, khó trách vực ngoại tiên đế năm đó lại kiêng kỵ chiến sĩ luyện khí thời tiền tần. Sợ đám người tu chân kia ngày càng cường đại, vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Lại nói, rốt cuộc tam đại tiên đế ở vực ngoại đang kiểm chứng gì thế, sao lại dám sát địa cầu? Hệ thống cổ võ tuy không bằng hệ thống tu chân, có lẽ cũng do vực ngoại tiên đế nghiên cứu ra, vì sao bọn họ lại cung cấp một hệ thống mới cho người địa cầu? Sau đại hội võ thuật trăm tông phái, cổ võ sẽ được cách tân, chuyện này có liên quan đến âm mưu của vực ngoại tiên đế sao? Tô Thương khẽ nhíu mày, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tô Thương. Đúng lúc này, Triệu Chỉ Nhược bỗng xuất hiện, đứng cách Tô Thương không xa,
khuôn mặt ngọc ngà có chút phiếm hồng. Chỉ Nhược cô nương. Tô Thương tỉnh táo lại, ánh mắt dừng trên người Triệu Chỉ Nhược, nhẹ nhàng cười nói, cô có chuyện gì sao? Tô Thương, hôm qua anh lựa chọn xuống khỏi võ đài, có phải cố ý nhường tôi không? Triệu Chỉ Nhược vào thẳng vào chủ đề, đôi mắt đẹp đẽ nhìn về phía Tô Thương, trong mắt lấp loáng vẻ chờ mong. Không hề. Tô Thương trái lương tâm nói, Chỉ Nhược cô nương kiếm pháp cao siêu, tôi tự biết không phải đối thủ của cô, nên mới tự nguyện nhận thua. Anh nói dối. Triệu Chỉ Nhược có chút thất vọng, cắn răng nói, rõ ràng anh nhường tôi, thực lực của anh không hề yếu hơn tôi, Tô Thương, anh có phải anh thích? Chỉ Nhược. Lúc này, Từ Thiện Sư Thái đứng trên đài cao đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, con lại đây, đứng bên cạnh ta, đừng tiếp cận tên lãng tử như Tô Thương. Vâng. Đối mặt với mệnh lệnh của sư phụ, Triệu Chỉ Nhược vâng vâng dạ dạ, cầm kiếm ôm quyền, bước một bước quay đầu ba lần, lưu luyến đi xa. Ha ha. Chấm. Lúc này, Lan Diệu Y của Xuân Quang Lâu, im lặng đi tới, mỉm cười nói, Tô công tử, mị lực của cậu không nhỏ nha, chỉ thi đấu một hồi thôi đã chiếm được tim của Nga Mi Triệu Chỉ Nhược rồi, nếu tôi là người phụ nữ của cậu, về sau chẳng phải mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Lo lắng cậu sẽ tìm niềm vui mới. Diệu Y cô nương. Tô Thương cười nói, xét theo hiện tại mà nói, cô lo lắng nhiều vậy, không phải đang suy xét tới vấn đề này đấy chứ. Tô công tử, cậu nói gì thế, tối hôm kia ở Xuân Quang Lâu, cậu chính miệng thừa nhận muốn cơ thể tôi mà, giờ mặc quần lại rồi không chịu nhận người sao. Lan Diệu Y thổ khí như Lan nói. Hôm trước đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cô và tôi đều rõ cả. Không cần nhắc lại nữa nhỉ. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, Diệu Y cô nương, cô tới đây làm gì? Xem thi đấu thôi. Lan Diệu Y đáp lại, hôm qua có chút việc nên không tới xem được, nghe nói Tô công tử bị loại rồi, hôm nay đấu vòng loại bổ sung, nên tôi tới đây nhìn một cái. Kết quả, thật không ngờ, Tô công tử thần uy cái thế, chỉ đứng trên võ đài thôi cũng dọa đối thủ chạy mất rồi. Lan Diệu Y nghiền ngẫm cười nói, không hổ là người đàn ông tôi nhìn chúng, rất dũng mãnh. Tuy nhiên, Tô công tử, trận đấu kế tiếp không có vòng loại bổ sung nữa đâu, đừng quên ước định giữa chúng ta, nếu cậu bị loại, sau đại hội võ thuật trăm tông phái, tôi sẽ không chút do dự thả nó, Lan Diệu Y nghiêm túc nói. Chuyện ngày hôm qua đều có lý do cả, cô cứ yên tâm đi, từ nay về sau tôi sẽ một đường mà chiến thắng, không ai có thể cản. Tô Thương tự tin nói. Được. Lan Diệu Y chỉnh trọng gật đầu, rồi nói, tôi nghe khoác lác thế đủ rồi, tôi không thích bị người khác vây xem, Tô công tử, tôi đi trước đây, nếu cậu muốn gặp tôi, tùy lúc đều có thể tới Xuân Quang Lâu. Để lại một câu, Lan Diệu Y khoác lụa trắng bay lên trời, chậm rãi trôi đi. Lan Diệu Y tới xem trận đấu kia. Cô ấy trực tiếp đi tìm Tô Thương kia, hai người họ đang nói gì thế? Xem ra tin đồn giữa Tô Thương và Lan Diệu Y là thật rồi, mẹ nó, hâm mộ Tô Thương quá. Sửa lại một chút, kia không còn là tin đồn nữa rồi, đó là sự thật, đêm ấy tôi ở đó, Lan Diệu Y tóc tai hỗn loạn, quần áo lộn xộn, tuyệt đối không thể là giả. Ngay khi Lan Diệu Y vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người tại hiện trường nhìn về phía này, không còn cách nào cả, tuyệt đại giai nhân, ai không muốn nhìn nhiều chút chứ. Lan Diệu Y đi rồi, đại hội võ thuật trăm tông phái vẫn tiếp tục tiến hành. Mấy trận đấu này, đều là trận đánh ác liệt, nhưng không có thiên kiêu đặc biệt nào cả. Đại khái khoảng buổi chiều, cuối cùng cũng đến vòng loại bổ sung của đường đua thứ 8. Trương Mộ Cổ và Tây Môn Hổ Tiếu, song song lên sân khấu, các thí sinh khác cũng lục tục bước lên võ đài. Cứ như vậy, trận đấu cuối cùng của vòng loại bổ sung, bắt đầu. Chỉ trong phút chốc, chân khí đã tàn phá khắp các lôi đài, mấy chục người dự thi lao vào đánh nhau. Bởi vì trên sân có hai thiên tài khá nổi tiếng, một người là Tây Môn Hổ Tiếu của gia tộc Tây Môn, người còn lại là Trương Mộ Cổ của nhà họ Trương ở Phượng Dương. Những người dự thi khác trên sân đều hiểu rõ cơ hội tăng cấp của mình rất mong manh, thậm chí có thể nói là không có cơ hội. Cho nên bọn họ phải hoạt động làm nóng sàn đấu trước đã, chứ không thể nhận thua xuống sân ngay được. Vòng 7 hôm qua có thí sinh vừa lên sân đã đầu hàng, sau đó bị chửi không ra gì. Nhất là thiên tài tên là Tề Vân kia còn cầm theo một đống hành lý,
thuê máy bay tới núi Võ Đang trong sự kỳ vọng rất lớn của các trưởng bối trong tông môn. Nghe nói đồ ăn của anh ta còn rất được chú trọng, là hải sâm quý giá được vận chuyển bằng đường hàng không, ngày nào cũng ăn mấy con để bổ sung thể lực, tiêu tốn không ít tiền. Theo lời của anh ta, ăn hải sâm vừa tốt cho sức khỏe, lại còn có sức lực đi tranh giải. Nhưng kết quả vừa lên sân liền đối mặt với khói độc của công tử Mặc Đao, sợ đến mức biến sắc, không thèm do dự mà đầu hàng cùng với mọi người luôn. Chuyện này đã thành trò cười của hội võ trăm tông phái, Tề Vân cũng mất hết mặt mũi, đã sớm ảo não rời khỏi võ đang rồi. Mặc dù những người dự thi trên sân đều biết mình sẽ thất bại, nhưng không muốn trở thành trò cười. Vì vậy ai nấy đều dốc hết sức chiến đấu. Nhưng mà, Trương Mộ Cổ và Tây Môn Hổ Tiếu chia nhau đứng ở hai bên lôi đài, cứ nhìn nhau mãi mà không ra tay. Có điều tư thế sẵn sàng chiến đấu của hai người lại khiến bầu không khí xung quanh vô cùng nặng nề, cứ như có thể ra tay ngay lập tức vậy. Tây Môn Hổ Tiếu. Lúc này, Trương Mộ Cổ giận dữ nhìn Tây Môn Hổ Tiếu, cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay chúng ta hãy kết thúc ân oán đi. Ha ha! Tây Môn Hổ Tiếu không nhịn được nói, Trương Mộ Cổ, mày đúng là một con chó điên. Tao đã nói với mày rồi, tao chỉ làm chị mày bị thương thôi, còn tại sao cô ta lại mất tích thì chẳng liên quan gì đến tao cả, sao mày cứ bám lấy tao mãi thế? Tây Môn Hổ Tiếu nhíu mày. Hừ! Trương Mộ Cổ tức giận nói, Tây Môn Hổ Tiếu, đừng tưởng tao không biết. Mấy ngày sau khi chuyện đó... Mày đã sai người đẩy một cái xác phụ nữ từ trong nghĩa trang nhà mày ra ngoài mai táng. Thi thể người phụ nữ kia bị hành hạ không còn nguyên vẹn, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là lành lặn. Trương Mộ Cổ nói tiếp, theo tao biết, mày có sở thích rất đặc biệt, thường xuyên đánh đập phụ nữ đến chết, cách làm vô cùng độc ác. Lời này của anh ta khiến xung quanh như nổ tung, tất cả người xem dưới sân đều khinh bỉ nhìn Tây Môn Hổ Tiếu. Lại có loại chuyện này. Tây Môn Hổ Tiếu có còn là con người không vậy? Không ngờ nhị công tử Tây Môn lại là một tên biến thái, không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ vô tội chết trong tay anh ta rồi. Đậu má, đàn ông có thể đa tình, có thể lạm tình, nhưng đừng bía n thái chứ, ông đây đột nhiên chẳng còn chút ấn tượng tốt nào về Tây Môn Hổ Tiếu nữa. Xuyệt, bây giờ gia tộc Tây Môn như mặt trời ban trưa, cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy. Trương Mộ Cổ. Tây Môn Hổ Tiếu nghe thấy Trương Mộ Cổ tiết lộ tật xấu của mình ra thì thẹn quá hóa giận, nói tao thừa nhận tao có vài sở thích đặc biệt, nhưng tao đã nói rồi, tao chưa từng gặp chị mày. Hừ! Mày nghĩ tao là đứa trẻ 3 tuổi sao? Trương Mộ Cổ lạnh lùng nói, lúc ấy chị tao bị thương nặng thoi thóp, mày sẽ dễ dàng bỏ qua cho chị ấy chắc. Đừng giải thích nữa Tây Môn Hổ Tiếu, nói nhiều cũng vô ích, hôm nay chắc chắn tao sẽ bắt mày nợ máu trả bằng máu. Vừa dứt lời, Trương Mộ Cổ không hề do dự đặt thú bì đại cổ xuống dưới đất, mình thì tung người xông về hướng Tây Môn Hổ Tiếu. Ha ha, Trương Mộ Cổ, mày nghĩ tao sẽ sợ mày chắc. Chị mày còn không phải đối thủ của tao, huống chi là mày. Trống lớn trống nhỏ phượng dương gì chứ, tất cả đều là trò mèo, không chịu nổi một kích của tao. Tây Môn Hổ Tiếu cười lạnh, sau đó không hề sợ hãi mà còn chủ động tiến lên đón đầu. Hai người lao vào đánh nhau, quyền này nối quyền kia, không phân thắng bại. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Trương Mộ Cổ không dùng thú bì đại cổ, Tây Môn Hổ Tiếu lại dùng tuyệt kỹ của mình, hai người mới chỉ đang thăm dò lẫn nhau thôi. Lúc này, bên dưới lôi đài. Anh Mộ Cổ, cố gắng lên, anh có thể làm được. Vương Phú Quý nhỏ giọng cổ vũ cho Trương Mộ Cổ. Tây Môn Hổ Tiếu này cũng không yếu. Tô Thương đứng bên cạnh nói. Nếu cứ đánh tiếp như thế, chưa đến 100 chiêu, Trương Mộ Cổ sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng mà chắc chắn anh Mộ Cổ sẽ không dây dưa với Tây Môn Hổ Tiếu, chắc hẳn bây giờ chỉ đang thăm dò, rất nhanh sẽ dùng thú bì đại cổ thôi. Tô Thương khẽ cười nói. Em họ. Thạch Cửu Thiên đi tới, đầu tiên là chào hỏi với Tô Thương, sau đó đưa mắt nhìn lôi đài, nói tiếp Trương Mộ Cổ là một thiên tài bị coi thường, ngay cả Phật tử vô cơ cũng phải thua dưới tay anh ta. Mặc dù Phật tử vô cơ bị thương vì tình, 3 năm rồi thực lực không tiến bộ, nhưng vẫn rất mạnh. 5 tiếng trống của Trương Mộ Cổ có thể đánh được Phật tử vô cơ, đúng là không tệ. Thạch Cửu Thiên chờ mong nói, anh rất muốn nhìn xem rốt cuộc thú bì đại cổ của hắn ta mạnh đến nhường nào. Ha ha,
rất nhanh sẽ có thể thấy, hả? Tô Thương cười một tiếng, đang nói bỗng nhiên chú ý tới sự biến hóa của Thạch Cửu Thiên, liền nghi ngờ hỏi, anh họ, anh bước vào thần tông rồi hả? Ừ. Thạch Cửu Thiên gật đầu nói, không lên cấp không được, hội võ trăm tông phái năm nay có quá nhiều đối thủ đáng gờm, tối hôm qua anh đã đến thần tông sơ kỳ rồi. Đến thần tông chỉ trong một đêm, anh họ giỏi thật. Tô Thương khẽ cười nói. Cũng không tính là gì, đáng lẽ anh có thể đột phá sớm hơn, chỉ là cứ nhịn mãi thôi. Thạch Cửu Thiên cười nói, hơn nữa cảnh giới mặt ngoài không quan trọng, cuộc tỉ thí giữa các cao thủ vẫn phải xem sức chiến đấu là chính. Đã từng có người lấy cảnh giới thiên tông nghiền ép thần tông, cũng có người mới vừa vào thần tông đã có thể tiêu diệt được thần tông đỉnh phong, sức chiến đấu mới là quan trọng nhất. Thạch Cửu Thiên cười nói, anh họ, nói như vậy có nghĩa là bây giờ anh có thể thắng được thần tông đỉnh phong sao? Tô Thương tò mò hỏi, anh không được. Thạch Cửu Thiên lắc đầu nói, anh còn chưa tu luyện Thái Sơn thần công nhuần nhuyễn cho lắm, nếu không có khi sẽ làm được. Thái Sơn thần công, Tô Thương nghi ngờ nói, đó là võ công gì vậy, anh họ có thể cho em xem một chút không? Nếu như trong cuộc chiến 10 hạng đầu vào ngày mai, đối thủ của anh là mấy thiên tài như Võ Đang Vương Giã, Phật Tử Vô Cơ, em ắt sẽ được xem Thái Sơn thần công thôi, bây giờ không được. Thạch Cửu Thiên nói tiếp, em họ, không phải anh hẹp hòi, chủ yếu là Thái Sơn thần công khá đặc biệt, chỉ có thể sử dụng một lần trong thời gian ngắn. Hơn nữa, khi một cổ võ giả tu luyện Thái Sơn thần công, số lần có thể sử dụng Thái Sơn thần công trong đời bị hạn chế, không thể vượt qua 100 lần. Thạch Cửu Thiên nghiêm túc nói, mọi người đều biết Thái Sơn thần công không thể hơn 100, mỗi một lần sử dụng là một lần gây hại cho cơ thể, bình thường thì không sao, nhưng tích lũy 100 lần sẽ nổ tung mà chết. Cho nên em họ, anh không thể biểu diễn thần công kia cho em xem được rồi. Thạch Cửu Thiên cười nói, em hiểu. Tô Thương nghe vậy thì gật đầu, anh đã từng nhìn thấy bí thuật tương tự ở Huyền Thiên Tiên vực rồi, gây hại cho bản thân để tìm kiếm sức mạnh ngắn ngủi. Bí thuật huyết tế của anh cũng là một trong số đó. Chỉ là bí thuật huyết tế có thể dùng dược liệu và đan dược để bù lại khí huyết. Chắc Thái Sơn thần công cũng có thể, chỉ cần tìm đúng phương pháp là có thể bổ sung lại được, nhưng có lẽ người Thái Sơn không biết. 2. Lúc này, Thạch Cửu Thiên thở dài nói, dù sao Thái Sơn thần công cũng gây hại đến sức khỏe, hình như ông nội Thạch Hảo Hãn đã dùng 99 lần rồi. Nếu như ông ấy sử dụng Thái Sơn thần công một lần nữa thì sẽ nổ tung mà chết vào lúc thần công hết tác dụng. Thạch Cửu Thiên nhỏ giọng nói, cho nên mấy năm nay ông nội anh mới chỉ ở trong nhà, rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Vì thế mà quyền phát biểu của vùng núi tế trời bọn anh ở giới luyện võ cũng bị khiêu chiến. Thạch Cửu Thiên nói tiếp, em họ, bây giờ em là điện chủ Dược Vương Điện phải chứ? Thời gian trước có thế lực hạng nhất, nghe theo mưu kế của gia tộc Tây Môn, tạo áp lực cho Dược Vương Điện, họ muốn giành tài nguyên tu luyện. Nếu như là trước kia, loại chuyện này căn bản sẽ không xảy ra, dù sao hàng năm Dược Vương Điện đều cống nạp cho ba thế lực lớn là vùng núi tế trời, vùng thâm sâu vân vụ, vùng đất giữa núi và biển, vùng núi tế trời của chúng ta, thì lấy những vật phẩm từ Dược Vương Điện. Thạch Cửu Thiên kiêu ngạo nói, có núi Thái Sơn chúng ta chiếu cố, cho dù là Tây Môn Phong Vân, anh cũng không dám làm càn, một mình ông nội anh cũng có thể áp chế được gia tộc Tây Môn khiến họ không thể ngóc đầu lên được. Nhưng giờ thì không được rồi, ông nội chỉ còn đúng một lần sử dụng thời cơ thần công của núi Thái Sơn, bởi vậy mới lựa chọn im lặng, chưa từng hỏi chuyện Dược Vương Điện bị chèn ép. Không chỉ có ông anh, lão độc vật tu luyện bí thuật luân hồi của vùng thâm sâu vân vụ, cũng mất tích vài chục năm rồi. Thạch Cửu Thiên tiếp tục nói, ba thế lực lớn, chỉ còn lại ông lão ở vùng giữa núi và biển. Nhưng ông lão ở núi Lao Sơn không có ý định hỏi đến công việc của giới luyện võ, ông ấy một lòng muốn khiêu chiến với thiên cơ môn của Võ Đang, đoạt lại danh hiệu đạo giáo chính thống, để vùng đất giữa núi và biển là đạo giáo đứng đầu thiên hạ. Thạch Cửu Thiên gượng cười nói, cho nên năm nay, Lao Sơn cũng không phái thanh niên anh Tuấn đến tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, chỉ có ông lão của Lao Sơn đến thôi, tĩnh dưỡng ở bên ngoài Võ Đang cổ trấn, chờ tham gia cuộc khiêu chiến của các ngọn núi nổi tiếng kia. Bây giờ giới luyện võ, người thực sự có thể chống lại Tây Môn Phong Vân, hầu như rất khó để tìm ra được mấy người. Thạch Cửu Thiên chợt nhớ tới Ali, liền cười nói, nhưng người bảo vệ này của em,
chắc cũng được tính là một người, có cô ấy, nếu em náo loạn ở đại hội võ thuật trăm phái, thì tất nhiên sẽ có thể toàn thân trở về, các tông phái lớn không ai có thể ngăn cản được em. Nhưng, em họ à, thời gian ở đại hội võ thuật trăm phái, em nhất định phải cẩn thận, không nên cảm thấy bản thân là người tu chân luyện khí tầng thứ 9, thì phớt lờ hết mọi cứ. Thạch Cửu Thiên nhìn về phía Tô Thương, nhắc nhở, không chỉ anh có át chủ bài, 20 người mạnh của đại hội, chắc hẳn đều có bí thuật riêng biệt của chính họ, không thể khinh thường được. Nhất là vương giả của võ đang và Phật tử vô cơ, nếu như gặp phải bọn họ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Thạch Cửu Thiên nghiêm túc nói. Cảm ơn anh họ đã nhắc nhở. Tô Thương gật đầu cười nói, em sẽ làm việc cẩn thận. Như thế thì tốt, Thạch Cửu Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Dầm. Chính lúc khi hai người nói chuyện, ở giữa trên lôi đài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang, là Trương Mộ Cổ. Anh ấy biết bản thân tay không tấc sắt đánh không thắng Tây Môn Hổ Tiếu được liền giữ chiếc trống ra thú lên, đánh ra tiếng trống thứ nhất, khai thiên. Trong chiếc lát, một luồng sóng âm kinh khủng vang ra từ lôi đài, uy thế cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, những người dự thi khác trên lôi đài, đều bị ảnh hưởng, tất cả thi nhau dừng tay, nhao nhao dừng tay, nỗ lực khắc phục vượt qua sóng âm này. Nhưng không đợi bọn họ đứng vững lại, tay Trương Mộ Cổ lại đập vào chiếc trống gia thú một lần nữa, đánh ra hồi trống thứ hai, lập địa. Lúc này, người dự thi trên lôi đài, quay cuồng trao đảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Mấy người thực lực yếu đuối, thậm chí miệng còn phun ra một vũng máu, cơ thể vật và vật vờ. Các vị, mời lui ra, lôi đài không thuộc về các vị nữa rồi, tiếng trống thứ ba là tiếng trống đoạn thủy, các ngươi không chịu nổi đâu. Lúc này, Trương Mộ Cổ nhắc nhở. Được, tôi nhận thua. Cảm ơn Trương Thiếu Gia hạ thủ lưu tình. Trương Thiếu Gia, lôi đài là của cậu, hy vọng cậu có thể chiến thắng. Trong lúc đó, những người dự thi khác liền nhảy xuống lôi đài, lựa chọn nhận thua. Những người này đều vô cùng khâm phục Trương Mộ Cổ, cũng không cảm thấy thua bởi Trương Mộ Cổ là mất mặt. Đồng thời, thậm chí có người còn gây áp lực cho gia tộc Tây Môn, cổ vũ cho Trương Mộ Cổ. Bởi vậy có thể thấy được Tây Môn Hổ Tiếu không được chào đón lắm. Rất nhanh, trên lôi đài cũng chỉ còn lại hai người Trương Mộ Cổ và Tây Môn Hổ Tiếu. Hai hồi chống tấn công lúc trước của Trương Mộ Cổ, cũng không có ảnh hưởng gì đối với Tây Môn Hổ Tiếu. Ha ha! Lúc này, Tây Môn Hổ Tiếu châm chọc nói, Trương Mộ Cổ, đây là thực lực của anh à, tiếng chống của Phượng Dương sao, chẳng qua cũng chỉ có như này thôi hả? Hừ! Đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, rất nhanh anh sẽ biết, tiếng trống của Phượng Dương đích thực là gì thôi. Trương Mộ Cổ khiên chiếc trống trên vai, ánh mắt run lên, sau đó thấp giọng nói, đoạn, thủy. Bàn tay Trương Mộ Cổ, đập vào mặt trống gia thú, trong chốc lát sóng âm tỏa ra xung quanh anh ấy. Tiếng trống thứ ba, hôm qua Trương Mộ Cổ đã dùng khi thi đấu với Vương Phú Quý, vô cùng mãnh liệt, thần tông trung kỳ bình thường. Tất nhiên sẽ không chịu đựng được. Nhưng Tây Môn Hổ Tiếu, là thiên tài xuất sắc của gia tộc Tây Môn, từ nhỏ đã nhận được sự dạy bảo của Tây Môn Phong Vân, làm sao có thể là bình thường được. Chỉ cần cậu ta giang hai cánh tay thật lớn thật rộng ra, rất nhanh trong ngực liền hình thành một luồng chân khí tròn to như chiếc đĩa bay vô cùng hùng hậu. Hỗn Nguyên Thần Công. Lập tức Tây Môn Hổ Tiếu hét lớn một tiếng, chân khí to như đĩa bay trong ngực phi thẳng ra. Trong chốc lát, chân khí kia đã va chạm với sóng âm, tiếng nổ của trận đấu vang ra khắp xung quanh, khiến người khác không thể mở mắt ra được. Đợi uy thế tiêu tan bớt đi, mọi người đưa mắt nhìn qua, kết quả phát hiện Trương Mộ Cổ lui về sau nửa bước, khóe miệng có một vệt vết máu. Mà Tây Môn Hổ Tiếu, cũng có một vài vết xước nhẹ, đứng yên một chỗ không động đậy. Ha ha, Trương Mộ Cổ, anh chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Tây Môn Hổ Tiếu châm chọc cười nói. Trương Mộ Cổ nghe vậy, trong mắt tràn đầy sự giận dữ, lập tức liền đánh ra hồi trống thứ tư, Bình Sơn. Không thể không nói đến sự mãnh liệt của tiếng trống Phượng Dương, hồi trống thứ tư, vang lên ầm ầm trong không trung, toàn bộ sàn lôi đài đều bị sóng âm đánh cho tung bay hết. Tới đúng lúc lắm. Lần này, khóe miệng Tây Môn Hổ Tiếu nở ra một nụ cười giễu cợt, sau đó bỏ đi lớp quần áo bên ngoài. Tiếp theo, cậu ta đứng yên một chỗ thi triển Hỗn Nguyên Thần Công, không tăng thêm sức mạnh,
mà vẫn sử dụng lực ôn hòa như trước. Âm. Chân khí và sóng âm va chạm với nhau. Trương Mộ Cổ đánh ra sóng âm, mạnh hơn lần trước gấp mấy lần, nhưng Tây Môn Hổ Tiếu lại dùng lực đánh vừa rồi, theo lý mà nói chắc chắn sẽ thua. Nhưng là, chuyện xảy ra khiến cho người kinh ngạc đó là, Tây Môn Hổ Tiếu vậy mà không hề động đậy một chút nào, thậm chí không hề bị thương. Sóng âm mà Trương Mộ Cổ đánh ra, giống như là đánh vào bọt biển vậy, thế mà lại bị Tây Môn Hổ Tiếu hóa giải hết. Cái gì cơ? Tại sao có thể như vậy được? Trương Mộ Cổ không kìm được cơn giận, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ, lập tức đánh tiếp ra hồi chống thứ tư, Bình Sơn. Dựa vào thực lực hôm nay của Trương Mộ Cổ, liên tiếp sử dụng Bình Sơn, cơ thể căn bản không thể chịu đựng nổi, rất nhanh sắc mặt càng thêm tái nhợt, vừa đánh, vừa nôn ra máu. Mà Tây Môn Hổ Tiếu, vẻn vẹn dùng mỗi cái mâm tròn, lại có thể nhẹ nhõm tiếp nhận được tất cả đòn tấn công của Trương Mộ Cổ. Tiếng trống của mình, uy lực sao lại giảm bớt nhiều như vậy? Trương Mộ Cổ càng đánh càng sốt ruột, lúc sau thậm chí còn có chút điên cuồng, lẩm bẩm nói, điều đó là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Anh Mộ Cổ. Đúng lúc này, dưới đài Tô Thương nhìn một cái đã nhận ra được sở của Tây Môn Hổ Tiếu, liền nói, không cần đánh, quần áo trên người Tây Môn Hổ Tiếu, chính là thiết kế đặc biệt, dùng thiết kế kiểu tổ ong, chuyên dùng để đối phó với anh. Sóng âm anh đánh ra, bị quần áo của anh ta làm giảm một nửa uy lực, nếu tiếp tục đánh cơ thể anh sẽ không chịu được mà ngã xuống mất đó. Tô Thương thở dài một hơi, rồi khuyên, xuống đây đi, cuộc thi đấu này, thắng thua đã định rồi. Nghe thấy lời nói Tô Thương, Trương Mộ Cổ bỗng sực tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi chăm chú nhìn Tây Môn Hổ Tiếu. Người xem dưới đài người xem, lúc này mới kịp phản ứng lại, nhìn về phía Tây Môn Hổ Tiếu với ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Mẹ kiếp, nhị thiếu gia Tây Môn không thua được đâu, biết bản thân không đánh lại người ta, nên đã có ý đồ với quần áo của mình đấy. Thiết kế kiểu tổ ong, mà lại làm theo kiểu co giãn, sóng âm Trương Mộ Cổ đánh ra. Đầu tiên là bị hỗn nguyên thần công của Tây Môn Hổ Tiếu tiêu hao mất một nửa, phần còn lại chỉ cần tiếp cận Tây Môn Hổ Tiếu, là sẽ bị cái tổ ong vô địch kia tiêu hao, cho đến khi hoàn toàn không có lực tấn công thêm, vậy còn đánh cái con khỉ nữa ý. Bộ trang phục này y hẳn là rất nặng, mặc vào chắc chắn không thoải mái, Tây Môn Hổ Tiếu rõ ràng là nhằm vào Trương Mộ Cổ, cố ý mặc trang phục thiết kế kiểu tổ ong. Đây cũng là một loại thủ đoạn, tuy không vẻ vang. Nhưng chỉ cần có thể thắng, thì ai thèm quan tâm đến những thứ này. Chỉ sợ đại hội võ thuật trăm phái năm nay, Trương Mộ Cổ phải dừng chân ở đây rồi, hơn nữa từ nay về sau, trống to hay trống nhỏ của Phượng Dương, chắc cũng phải rời khỏi đại hội võ thuật trăm phái thôi. Dù sao thì tông phái nào, nếu muốn mua trang phục thiết kế kiểu tổ ong, thì cũng chỉ cần bỏ ra nhiều tiền một chút mà thôi. Chấm chấm chấm. Mọi người ở hiện trường bàn luận ầm ĩ. Có người chỉ trích Tây Môn Hổ Tiếu, cũng có người cảm thấy Tây Môn Hổ Tiếu làm rất hợp lý. Tô Đại Thiếu Gia, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Lúc này, Trương Mộ Cổ nhìn về phía Tô Thương, ánh mắt kiên định nói, nhưng tôi muốn thử một lần. Được, vậy thì cố gắng lên. Tô Thương nói tiếp, đừng quên lời tôi đã nói với anh lúc trước, tất cả đều không được hành sự lỗ mãng. Trương Mộ Cổ gật đầu. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tây Môn Hổ Tiếu giọng lạnh lùng nói, Tây Môn Hổ Tiếu, anh là thật hèn hạ quá đấy, vậy mà lại dùng những thủ đoạn đen tối này, có bản lĩnh cởi trang phục xuống, quang minh chính đại đánh với tôi một trận đi chứ. Ha ha, có thể dễ dàng chiến thắng, sao tôi phải làm bị thương hai bên làm gì? Tây Môn Hổ Tiếu cười giễu cợt, Trương Mộ Cổ, không cần nhiều lời nữa, không phải anh có thể đánh ra năm hồi trống à? Nghe nói Phật tử vô cơ đã bị anh đánh cho lui xuống. Tới đi, mau đánh để tôi xem, tôi ngược lại muốn xem đòn tấn công mà Phật tử vô cơ kinh sợ, có hiệu quả với tôi không? Tây Môn Hổ Tiếu không sợ hãi nói. Hừ, hồi chống thứ năm, hủy diệt, là tất cả những gì tôi đã học được cả đời, cho dù tôi của bây giờ, có phải tiêu hao khí huyết, mới có thể đánh ra được. Trương Mộ Cổ lạnh lùng chăm chú nhìn Tây Môn Hổ Tiếu. Trầm giọng nói, nhưng tôi không sợ, một chiêu này, vốn dĩ chính là chuẩn bị cho anh đấy. Cho dù anh mặc trang phục thiết kế kiểu tổ ông đi nữa, đối mặt với sức mạnh này, thiết kế gì đó kia cũng trở nên vô ích mà thôi. Hủy diệt. Vừa nói xong,
Trương Mộ Cổ hét to một tiếng, chân khí tỏa ra quanh người, cơ thể phát ra hào quang sáng chói, không khí xung quanh kêu ro ro đến nỗi đau đầu. Ngay sau đó, cậu ấy giơ cao tay lên, chân khí trên bàn tay tỏa ra ngùn ngụt, liên tiếp đầu vào phía trên chiếc trống bằng da thú. Âm, kèm theo đó là một hồi trống đinh tai nhức óc, một luồng sóng âm vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn hiện trường. Sóng âm vang đi tận xa, trong chốc lát lôi đài liền biến thành bột mịn. Không ngờ lại mạnh như vậy đó. Đối mặt với chiêu cuối cùng của Trương Mộ Cổ, Tây Môn Hổ Tiếu nhíu mày, tất nhiên không dám khinh thường. Thủ đoạn mạnh nhất của cậu ta, cũng chỉ là Hỗn Nguyên Thần Công, vừa đánh vừa thủ. Nhưng, lúc nãy Tây Môn Hổ Tiếu cũng chưa sử dụng hết toàn bộ sức lực, nhưng bây giờ, thì không dám giấu giếm nữa. Thế là, hai tay Tây Môn Hổ Tiếu khua múa, trong nháy mắt chân khí ngưng tụ mãnh liệt trong lồng ngực, cuối cùng tạo thành luồng chân khí to hơn gấp hai lần chân khí lốc xoáy, dùng để ngăn cản sóng âm của Trương Mộ Cổ đánh ra. Sau một lúc, sóng âm cuốn lại thành một cuộn, va chạm với chân khí hình tròn như đĩa bay. Nhưng, M Thanh có tính xuyên thấu, trong chốc lát liền xuyên qua chân khí hình đĩa bay, bay về hướng Tây Môn Hổ Tiếu. Nhưng rất đáng tiếc, trang phục được thiết kế kiểu tổ ong của Tây Môn Hổ Tiếu, tạo ra tác dụng cực lớn. Sóng âm mãnh liệt, khi tiếp cận đến gần Tây Môn Hổ Tiếu thời điểm, giống như chìm vào biển cả, uy lực vô cùng yếu bớt. Cuối cùng, Tây Môn Hổ Tiếu cũng chỉ lùi lại nửa bước mà thôi. Phốc! Nhưng Trương Mộ Cổ, vì cố ép bản thân đánh ra hồi trống thứ năm, mà phun ra một vũng máu. Ha ha, Trương Mộ Cổ, đừng uổng phí khí lực nữa, anh không thể làm hại tôi được đâu. Tây Môn Hổ Tiếu thấy vậy, cười giễu cợt nói. Nhưng trong lòng cậu ta, lại có vẻ bối rối. Bởi vì cậu ta cảm nhận được, chiêu cuối cùng của Trương Mộ Cổ, có thể gây ảnh hưởng đến trang phục của mình. Nếu như nhiều thêm mấy lần nữa, thì trang phục kiểu tổ ong này sẽ bị phá hay ơ mất. Đến lúc đó, bản thân sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất, đối mặt với Trương Mộ Cổ sẽ khó tránh khỏi tăng thêm khó khăn, thậm chí còn chưa chắc sẽ thắng, cho nên Tây Môn Hổ Tiếu mới đánh vào tâm lý, muốn để Trương Mộ Cổ biết khó mà lui. Hừ, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt, hừm, Tây Môn Phong Vân, đúng thì sao? Trương Thiên Lôi đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cháu mình xảy ra chuyện, mà liều lĩnh rằng co với Tây Môn Phong Vân, không khí tại hiện trường cực kỳ căng thẳng. Anh Trương Mộ Cổ. Lúc này, Tô Thương dưới lôi đài mở miệng, ánh mắt nhìn vào Trương Mộ Cổ, khẽ lắc đầu, Tây Môn Hổ Tiếu không bằng một con chó, anh đừng có cử động, không đáng đâu. Chị của anh cũng không hy vọng anh xảy ra chuyện gì xấu đâu. Chị, Trương Mộ Cổ đã liều mạng đánh rồi, nhưng sau khi nghe Tô Thương nói, cánh tay chậm rãi buông xuống, hồn bay phách lạc mà nói, tôi, thua. Bây giờ mới nhận thua, muộn rồi. Tây Môn Hổ Tiếu không chịu buông tha Trương Mộ Cổ, anh ta đã đi đến bên cạnh Trương Mộ Cổ, chuẩn bị giải quyết Trương Mộ Cổ. Dừng tay, Trương Mộ Cổ đã nhận thua, cậu không được ra tay lần nữa. Ngay lúc này, trọng tài tại hiện trường thấy vậy, liền nhún người nhảy đến trước mặt Trương Mộ Cổ, ngăn cản Tây Môn Hổ Tiếu. Trương Mộ Cổ, coi như mày may mắn, đừng để tao có được cơ hội, nếu không chắc chắn giết mày. Tây Môn Hổ Tiếu lạnh lùng nói, tạm thời từ bỏ suy nghĩ xóa sổ Trương Mộ Cổ. Trọng tài hiện trường đều là đạo sĩ thiên cơ môn, mỗi một người đều đã đặt chân đến thần tông đỉnh phong. Với lực thực này, Tây Môn Hổ Tiếu không có cách nào đối phó được. Hơn nữa tại Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái năm nay, diễn ra tại núi Võ Đang, mà Võ Đang Thiên Cơ Môn, là thế lực mà lão tổ tông Tây Môn Phong Vân cũng rất kiêng kỵ, vì thế Tây Môn Hổ Tiếu chắc chắn phải nể tình, không dám làm càn trước mặt trọng tài. Đường đua phục sinh thứ 8, người thắng trận, Tây Môn Hổ Tiếu. Hiện trường, sau khi trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, Tây Môn Hổ Tiếu liền đi xuống lôi đài. Tô Thương cùng Vương Phú Quý, vội vàng đi tới. Trong đó, Vương Phú Quý đỡ Trương Mộ Cổ dậy, lo lắng hỏi, anh Trương Mộ Cổ, anh cảm thấy thế nào, có sao không? Tôi không sao, không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏi hẳn rồi. Trương Mộ Cổ cười khổ, có điều đáng tiếc, trận đầu này tôi đã thua. Thắng thua là chuyện bình thường mà, huống hồ chuyện này cũng không trách anh được, là Tây Môn Hổ Tiếu quá gian xảo. Đã sớm có chuẩn bị trước rồi.
Vương Phú Quý an ủi. Ai ya! Trương Mộ Cổ thở dài một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Lôi ngồi phía trên cao, mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói, ông nội, thật xin lỗi, cháu đã làm ông thất vọng rồi. Trương Mộ Cổ, đừng nói vậy, cháu đã làm rất tốt rồi. Trương Thiên Lôi đón nhận ánh mắt của Trương Mộ Cổ, thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cháu không sao, là ông an tâm rồi, lần sau không cho phép cháu làm chuyện dại dột nữa. Tên Tây Môn Hổ Tiếu đó, chỉ là chó má mà thôi, Tô Thiếu gia nói rất đúng, không đáng đâu. Nói đến đây, ánh mắt Trương Thiên Lôi nhìn vào Tô Thương, cảm kích nói, Tô Thiếu gia, vừa rồi nhờ có cậu khuyển nhủ Trương Mộ Cổ, lão phu ở đây cảm ơn cậu. Ông nội Trương khách sáo rồi. Tô Thương mỉm cười đón nhận, sau đó nói, mặc dù chúng tôi gần đây mới quen nhau, cũng mới tiếp xúc chút ít với anh Trương Mộ Cổ, nhưng chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn thôi, tôi xem anh ấy như anh em, ông nội Trương không cần khách sáo với tôi như vậy đâu. Còn nữa, tôi biết lần này anh ấy tham gia đại hội võ thuật, là vì giết Tây Môn Hổ Tiếu. Tô Thương nhìn thoáng qua Tây Môn Phong Vân đang ngồi phía trên cao đó, không e ngại mà nói, bây giờ anh ấy thất bại rồi, có điều, chuyện mà anh Trương Mộ Cổ chưa làm xong, tôi có thể làm thay. Gia tộc Tây Môn năm đó cùng với các thế lực khác, tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, sau đó lại tu hú chiếm tổ chim khách, giờ là lúc thu lại chút lãi rồi. Tô Thương cười lạnh nói, nếu trận đấu tiếp theo, tôi gặp được Tây Môn Hổ Tiếu, tôi sẽ đích thân xóa sổ anh ta. Ha ha ham được, như thế thì xin nhờ Tô Thiếu gia rồi. Trương Thiên Lôi nghe vậy, cũng nhìn Tây Môn Phong Vân một chút, sau đó thoải mái cười to. Ha ha, nói lời tạm biệt sớm như vậy, coi chừng gió to đau đầu lưỡi đó nha. Đối với chuyện này, Tây Môn Phong Vân lộ ra một nụ cười gian xảo, sau đó liền rời khỏi hiện trường. Bây giờ vòng thi đấu phục sinh đã kết thúc, những người ngồi bên trên cũng lập lượt rời đi. Nhóc con nhà họ Tô. Thạch Hạo Hãn không hề rời đi, ở trên cao nhìn xuống Tô Thương, thản nhiên nói, ý của tôi, Trương Trọng Ngu đã nói cho cậu rồi chứ. Chỉ cần cậu có thể lấy được vị trí đứng đầu của Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái lần này, tôi sẽ cho phép cậu vào cửa của núi Thái Sơn, đồng thời nhận đứa cháu ngoại này, nếu không, cậu cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện đến gần Thái Sơn nửa bước, càng không có cách nào mà nhìn thấy mẹ của cậu đâu. Tôi biết rồi. Tô Thương ngẩng đầu nhìn, hai người nhìn nhau từ xa, vị trí số một tại Đại hội Võ Thuật, tôi nhất định giành được, có điều. Thạch Hạo Hãn, ông có phần quá đề cao bản thân rồi, trong lòng tôi, chưa từng xem ông là người thân đâu. Tô Thương lạnh lùng nói, ông giam giữ mẹ tôi, khiến nhà chúng tôi không thể đoàn tụ, ông cảm thấy tôi sẽ mang ơn ông hay sao? Ông nghĩ dưới lòng từ bi đó của ông, tôi sẽ vui vẻ hay sao? Ha ha, thật ngại quá, ông sai rồi, Tô Thương tôi không phải loại người dễ khuất phục như thế. Chấm, Tô Thương nghiêm mặt nói. Sau đại hội võ thuật trăm tông phái, tôi sẽ đi Côn Luân trước, sau đó sẽ đi đến Thái Sơn đến mẹ tôi, Thạch Hạo Hãn, hy vọng đến lúc đó ông đừng ngăn cản, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cậu, Thạch Hạc Hãn bị Tô Thương nói lời này đột nhiên trừng mắt, râu dựng như chết, sau khi dừng lại vài giây mới lên tiếng, hừm, người trẻ tuổi có mục tiêu lớn là chuyện tốt, nhưng đừng quá tự đại, vị trí số một của đại hội võ thuật, cậu chắc chắn giành được sao? Theo tôi thấy, đến 10 vị trí đầu tiên thì cậu cũng không vào được đâu, mà bị loại ngay từ ngày mai rồi. Sau khi nói một câu, Thạch Hạo Hãn cũng không dừng lại mà nhún người rời khỏi. Ha ha, vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Đưa mắt nhìn Thạch Hạo Hãn biến mất, Tô Thương lộ ra một nụ cười. Ông nội, em họ không có ý đó, em ấy. Thạch Cửu Thiên bên cạnh nhìn thấy Thạch Hạo Hãn tức giận, vừa định giải thích, có điều. Thạch Hạo Hãn đã đi xa rồi. Em họ, em, ai ya, được rồi, anh vẫn nên đi an ủi ông nội thì hơn. Thạch Cửu Thiên bị kẹt giữa hai bên nên khá khó xử, sau khi thở dài một hơi liền đuổi theo Thạch Hạo Hãn. Tô Thương cùng mấy người Vương Phú Quý cũng rời khỏi ba lôi đài lớn, đi thẳng đến khách sạn Cửu Phong, định đi xem Tô Du Du đã tỉnh lại hay chưa, Trương Mộ Cổ cũng đi theo. Rất nhanh chóng, một đoàn người liền đi đến khách sạn Cửu Phong. Tô Du Du vẫn đang nghỉ ngơi, nên Tô Thương không dến làm phiền cô bé nữa. Sau đó, Tô Thương trong phòng Vương Phú Quý tìm được Trương Mộ Cổ, sử dụng thủ đoạn để trị thương cho Trương Mộ Cổ.
Vốn dĩ vết thương của Trương Mộ Cổ ít nhất phải nửa tháng mới khỏi hẳn, nhưng khi Tô Thương ra tay, chỉ mới nửa đêm đã hồi phục như lúc đầu rồi. Chuyện này khiến Trương Mộ Cổ phải hét lên là thần kỳ, kéo lấy Tô Thương, nhất định phải mời Tô Thương uống rượu. Cứ như vậy, Tô Thương, Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, ba người đến quán rượu vắng vẻ ở phía đông võ đang cổ trấn, gọi vài món ăn, bắt đầu ăn uống trò chuyện vui vẻ. Sau khi qua ba lượt rượu, Trương Mộ Cổ đột nhiên nhớ người chị đã chết của mình, nhất thời trong mắt rưng rưng. Anh Trương Mộ Cổ, người chết thì không thể sống lại được, nghĩ thoáng lên đi. Tô Thương an ủi Trương Mộ Cổ, sau đó nâng lên một chum rượu, nói, đúng rồi, chị của anh tên là gì, anh em ba người chúng ta, ở đây cùng mời cô ấy một chum. Trương Mộ Cổ gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra tên chị gái của mình. Tô Thương nghe xong, sững sờ ngay tại chỗ, cái tên này, rất quen thuộc nha. Trương Ngu Ca. Chị gái Trương Mộ Cổ, lại là Trương Ngu Ca. Nghe được cái tên này, Tô Thương tại chỗ trợn tròn mắt, cầm chum rượu treo giữa không trung. Con mẹ nó. Trương Ngu Ca, đây không phải là bạn tốt của Lý Nguyệt hả, còn là quay phim chuyên nghiệp mà, khoảng thời gian trước mình từng gặp rồi. Cái tên Trương Ngu Ca này, để tóc ngắn, thích mặc quần áo hiệp sĩ, lúc ấy Tô Thương còn tưởng đàn ông. Nhìn thấy Trương Ngu Ca cùng với Lý Nguyệt tình trạng ý thiếp, Lý Nguyệt còn gọi Trương Ngu Ca là anh, Tô Thương tức giận vô cùng. Nhưng sau đó mới biết, người mà Lý Nguyệt gọi là anh, là một cô gái xinh đẹp tên Trương Ngu Ca. Cái người tên Trương Ngu Ca kia, lại là chị gái của Trương Mộ Cổ. Theo như lời của anh Trương Mộ Cổ nói, chị của anh ấy là thiên tài giới luyện võ, thực lực chắc chắn là rất mạnh rồi. Mà Lý Nguyệt gọi cái người bạn thân là Trương Ngu Ca đó, mình có nhìn qua, có thể cũng không có chân khí chuyển động. Cô ấy cũng không thể lừa được cảm giác của mình, chắc chắn là người bình thường. Huống hồ, chị của Trương Mộ Cổ giờ đã lành ít dữ nhiều, chỉ sợ đã bị Tây Môn Hổ Tiếu Dế tê chết rồi. Nghĩ đến đây, Tô Thương thở dài một hơi, thầm nghĩ, được rồi, chắc chỉ là trùng tên mà thôi, mình cũng không cần phải nói ra, để tránh sau khi anh Trương Mộ Cổ hy vọng, rồi lại thất vọng thêm. Tô Đại Thiếu Gia, anh sao vậy? Lúc này... Trương Mộ Cổ nhìn thấy Tô Thương sững sờ, liền nghi ngờ hỏi. Không sao. Tô Thương lắc đầu, sau đó nói, Trương Ngu Ca hả, anh Trương Mộ Cổ, tên của chị gái anh nghe thật hay. Ha ha ha, quả thực rất hay, anh Trương Mộ Cổ, cha của anh chắc chắn thích xem phim hoạt hình Sở Quý Tuất Tentacle hả, chị ấy có biệt danh khác không, ví dụ như Phái Đại Tinh. Vừa mở miệng ra, Vương Phú Quý liền ý thức được bản thân mình nói thế này không hay lắm. Nói đùa với người chị đã chết của Trương Mộ Cổ thật là không nên. Thế là, Vương Phú Quý thoáng có chút xấu hổ, sau đó định giải thích một chút. Ha ha, cha tôi không thích xem, nhưng mẹ tôi thì thích xem Sở Quý Tuất Tentacle. Có điều Trương Mộ Cổ lại không để ý, sau đó cười nói, anh Phú Quý, anh thật sự là anh em tốt của tôi, đến biệt danh của chị tôi mà anh cũng đoán được. Khụ, Vương Phú Quý ho khan một tiếng. Nhịn không được mà hỏi, cái đó, anh Trương Mộ Cổ, biệt danh của chị anh thật sự là Phái Đại Tinh hả? Cái này, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng mà là sự thật đó. Trương Mộ Cổ lúng túng sờ lên mũi, sau đó lại vén tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay trái, bất đắc dĩ nói, anh Phú Quý, Tô Đại Thiếu Gia, đây là tôi lúc năm 18 tuổi, mẹ tôi tìm người xăm cho tôi. Của tôi là hình Phái Đại Tinh. Trên cánh tay chị tôi là hình Trương Ngu Ca. Phái Đại Tinh, Trương Ngu Ca, tên hai nhân vật hoạt hình. Tô Thương và Vương Phú Quý tò mò nhìn qua, kết quả trên cánh tay Trương Mộ Cổ nhìn thấy hình xăm của Phái Đại Tinh. Mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại sinh động như thật. Nhân tài xăm hình hả, tôi thật không còn gì để nói. Vương Phú Quý trợn tròn mắt. Được, chúng ta kính chị gái anh một ly. Lúc này, Tô Thương nói. Vương Phú Quý cùng Trương Mộ Cổ tất nhiên không ý kiến, cùng nhau bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, coi như bỏ qua cái đề tài này. Sau khi Trương Mộ Cổ qua đi thương tâm, rất nhanh liền từ trong dáng vẻ lo lắng thoát ra. Người chết không thể sống lại được, người sống phải nhìn về phía trước. Hai năm nay, Trương Mộ Cổ sống quá mệt mỏi rồi, mỗi ngày đều tu luyện mất ăn mất ngủ, ép bản thân mình rất nhiều. Có điều... Từ khi anh ấy ở trên lôi đài nhận thua Tây Môn Hổ Tiếu,
anh ấy như được giải thoát. Sau đó, ba người tụ tập lại với nhau, vừa nói vừa cười, rượu ngon của quán tự nấu, có nồng độ cồn hơi thấp một chút, đã bị uống sạch cả chum. Đêm nay khó lắm mới được vui vẻ, Tô Thương không sử dụng linh khí hóa giải cồn rượu, vì thế anh cũng có men say, cảm giác chóng mặt. Trạng thái thế này, lâu lắm rồi anh mới có. Anh Trương Mộ Cổ, qua ba lượt rượu, ăn đủ năm món rồi, hay là chúng ta hợp tác làm một khúc nhạc nhỉ? Lúc này, Vương Phú Quý uống say liền hưng phấn nói. Ha ha, được, cầu còn không được mà. Trương Mộ Cổ lập tức kích động, liền cựa người đứng dậy một chút, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã, may mắn mà Vương Phú Quý đỡ lấy, nếu không thì chắc có lẽ nằm bẹp xuống đất luôn rồi. Anh Trương Mộ Cổ, tử lượng này của anh không được đâu nha, mới uống nhiều đâu mà đã đứng không nổi rồi. Vương Phú Quý cười nhạo nói. Nhưng vừa dứt lời, anh ấy liền cảm giác trời đất quay cuồng, cơ thể của mình nghiêng ngả ngã xuống đất. Ngược lại trước đó, vẫn không quên kéo Trương Mộ Cổ, đến mức hai người cùng nhau ngã xuống đất, Trương Mộ Cổ đặt Vương Phú Quý lên người mình. Ha ha, anh Phú Quý, anh thế mà dám cười tôi hả, đợi đã, con mẹ nó, gặp quỷ rồi hả, anh Phú Quý, anh sao lại có hai cánh tay giống nhau thế này? Trương Mộ Cổ hốt hoảng lảo đảo đứng dậy, nhịn không được mà nói thầm, chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ mình uống nhiều hoa mắt hả? Thế là, Trương Mộ Cổ một lần nữa nhìn vào cánh tay của Vương Phú Quý. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, Vương Phú Quý đều mặc áo dài tay, chỉ có bàn tay lộ ra ngoài, nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra hai cánh tay đều là tay trái. Có điều, khi anh ấy nhìn sang cánh tay thêm lần nữa, thì Vương Phú Quý đã kịp sửa lại áo của mình rồi, lầm bầm nói, anh Trương Mộ Cổ, cái gì mà không tay chứ, tranh thủ thời gian biểu diễn đi, tôi không muốn chờ nữa, thèm biểu diễn lắm rồi đây. Vừa nói, Vương Phú Quý vừa khởi động suy nghĩ, liền lấy kèn sona ra ngoài. Được được được, sự có bá nha, tử kỳ, núi cao gặp nước chảy, giờ có Mộ Cổ, Phú Quý, trống lớn kèn sona, hoàn cảnh này, nghĩ đến thấy thật hứng phấn quá. Trương Mộ Cổ kích động cực kỳ, nhanh chóng khiêng trống lớn ra thú lên. Làm truyền nhân Phượng Dương, bất luận trống lớn hay là trống nhỏ, đều phải mang theo bên mình. Ngay cả lúc Trương Mộ Cổ uống rượu, tất nhiên cũng mang theo trống lớn ra thú rồi, vừa rồi đã đặt ở bàn rượu bên cạnh. Lúc này, Trương Mộ Cổ say khướt, khiêng trống lớn ra thú lên, cơ thể có chút lắc lư. Bên cạnh, Vương Phú Quý đã bắt đầu thổi kèn sona rồi. Âm thanh du dương trầm bổng, hết sức vang dội. Anh Phú Quý, không xong rồi, tôi mất đi một vật quan trọng rồi, không có cách nào mà phối hợp với anh được rồi. Lúc này, Trương Mộ Cổ bỗng nhiên nói ra. Vương Phú Quý ngừng thổi kèn, vội vàng hỏi, mất thứ gì rồi? Trống. Mặt mũi Trương Mộ Cổ đầy nghiêm trọng, cực kỳ lạ lùng nói, trống to da thú của tôi không thấy đâu, làm sao bây giờ, anh Phú Quý? Đây chính là bảo bối di truyền của tổ tiên tôi mà. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thương bên cạnh còn tưởng thật sự mất cái gì, nghe nói như thế, lại nhìn Trương Mộ Cổ đang vác trên vai một cái trống lớn da thú, nhất thời tức xạ mặt lại. Con mẹ nó, không phải là đại ngu ngốc hay sao chứ? Cái gì, trống lớn da thú của anh mất rồi? Vương Phú Quý nghe vậy, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm túc nói, đừng có gấp, anh Trương Mộ Cổ. Tôi tìm với anh, nhất định có thể tìm thấy. Trống lớn như vậy, có thể đi đâu chứ? Vương Phú Quý cúi đầu xuống, đảo qua đảo lại, định thay Trương Mộ Cổ tìm trống lớn ra thú. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Hai cái tên đại ngốc này. Tô Thương bây giờ nhìn không nổi nữa, vốn định nhắc nhở, có điều chợt nghĩ tới chuyện, nếu mà tìm được trống lớn ra thú, hai tên ngốc này chẳng phải muốn biểu diễn tại hiện trường hay sao? Ông đây cũng không muốn bị khuấy động, phải đưa họ đi mới được. Tô Thương lắc đầu, vội vàng nói tiếp, Vương Đại Thiếu Gia, anh Trương Mộ Cổ, tôi mới nhìn thấy rõ một người, trộm trống của anh đi, chạy về hướng Tây, hai anh nhanh đuổi theo một chút đi, tôi ở đây trông coi bàn rượu. Con mẹ nó, thật chứ, thứ chó má nào không có mắt vậy, dám trộm cả trống của tao. Tô Đại Thiếu Gia, cảm ơn anh đã nhắc nhở, không hổ là anh em tốt của tôi. Trương Mộ Cổ nghe vậy, lập tức giận không kiềm được, mắt đỏ cả lên, sau khi nói cảm ơn Tô Thương, liền khiến trống lớn ra thú, say khướt đi về hướng Tây. Anh Trương Mộ Cổ,
chờ tôi một chút. Vương Phú Quý uống đến hai mắt mê man, loạng choạng theo sát phía sau. Hai người họ, dáng đi không khác gì zombie, nhất là Trương Mộ Cổ, cực kỳ buồn cười. Hai cái tên đại ngốc này, cười chết ông mất. Tô Thương cũng uống nhiều quá, giờ phút này phình bụng cười to, cực kỳ vui vẻ. Người một khi uống rượu, liền có cảm xúc không bình thường, bất luận là vui vẻ hay là khổ sở, hoặc phẫn nộ, đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Tô Thương bây giờ tâm tình rất tốt, một mình ngồi trước bàn rượu, thoải mái mái uống chút rượu, tự tại biết bao. Tô Thương, Du Du đang trọng thương, hôn mê bất tỉnh, anh còn tâm trạng ở đây uống rượu sao? Đúng lúc này, Thiên Sơn Tuyết toàn thân áo trắng, im lặng đi tới, đứng trước mặt Tô Thương, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ có chút tức giận. Là Tuyết Nhi à? Tô Thương rơi vào trạng thái hơi say rượu, khẽ cười nói, Du Du đã được anh trị thương rồi, không còn đáng lo ngại gì đâu, hơn nữa bây giờ nó đã tỉnh rồi, chắc đang ở khách sạn Cửu Phong ăn cái gì đó rồi chứ nhỉ, sao hả, anh nói không sai chứ? Tô Thương, Thiên Sơn Tuyết lộ ra một nụ cười, mỉm cười nói, người tu chân quả nhiên không giống bình thường nha, khoảng cách xa như vậy, mà có thể cảm giác được Du Du đang làm gì. Ha ha, cũng không phải tất cả người tu chân đều có năng lực như thế, chỉ là người đàn ông của em không giống bình thường mà thôi. Tô Thương cười cười, sau đó đột nhiên nắm lấy cánh tay của Thiên Sơn Tuyết, nhân lúc có men rượu mà nói, đến đây, Tuyết Nhi, nằm trong lòng anh nha, anh muốn thân mật với em một chút. Thần kinh gì thế hả? Anh uống phải rượu giả rồi à? Thiên Sơn Tuyết nhíu mày nói, muốn hất tay Tô Thương ra. Từ khi nhận nhau đến giờ, hành vi của Tô Thương giống như quân tử, vẫn luôn giữ khoảng cách với Thiên Sơn Tuyết, đến nắm tay cũng chỉ mới hai lần, trừ cái đó ra còn lại thì không tiếp xúc gì khác. Bây giờ, Tô Thương thế mà đưa ra, để cô nằm vào lòng anh ấy, cái này khiến Thiên Sơn Tuyết vội vàng không có sự chuẩn bị gì. Chỉ có điều, Tô Thương có men rượu vào, tay phải nắm chặt, khiến Thiên Sơn Tuyết tránh không thoát được. Người đẹp Tuyết Nhi, đừng vùng vẫy nữa, đến đây đi. Lúc này, Tô Thương đột nhiên dùng sức, trực tiếp ôm Thiên Sơn Tuyết vào trong lòng của mình. Võ đang cổ trấn, quán rượu nhỏ vắng vẻ, ánh trăng như nước, chiếu nghiêng xuống. Màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, bốn phía còn có tiếng côn trùng kêu vang, gió nhẹ vừa vặn, thời gian vừa tầm. Tình cảnh này thật sự là quá hoàn mỹ. Tô Thương ngồi trên ghế, cúi đầu xuống, nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp nằm dưới chân của mình, không kiềm được mà nuốt một ngụm nước miếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tô Thương, anh, .ans muốn làm gì? Thiên Sơn Tuyết đón nhận ánh mắt Tô Thương, lập tức hoảng hốt, mặt đỏ ngượng ngùng mà nói. Hi hi, ông đây muốn hôn em, Thiên Sơn Tuyết, em tốt nhất đừng dãy dụa, nếu không đừng trách ông đây không khách khí. Tô Thương giọng điệu bá đạo nói. Tô Thương. Thiên Sơn Tuyết mặt ngọc đỏ ửng lên, cắn răng nói, đầu óc anh bị con lửa đá cho hỏng rồi hả, muốn hôn em sao, nằm mơ đi nhé, em, Thiên Sơn Tuyết đang nói, Tô Thương đã hành động rồi, môi trực tiếp chạm vào môi Thiên Sơn Tuyết rồi. Cái hôn này, không phải chỉ lướt qua mà thôi, Tô Thương trọn vẹn tận hưởng thêm vài phút nữa. Ngay từ đầu, Thiên Sơn Tuyết định phản kháng, có điều sau đó lại từ bỏ. Trăng sáng trong veo, tất cả hoàn hảo ngay tại thời điểm này. Lúc này, nơi xa, trong bóng tối. Mặc Đao thiếu gia ở vùng núi thâm sâu Vân Vũ thấy vậy, mặt đều tức đến tái đi. Thật đáng giận. Mặc Đao thẹn quá hóa giận, dùng sức nện cho một cây đại thụ che trời bên cạnh một cái, trong mắt tràn đầy lửa giận. Anh ta yêu Thiên Sơn Tuyết đến tận xương tủy. Tình yêu này, nén ở trong lòng trọn vẹn đã hơn 10 năm. Dù là Thiên Sơn Tuyết rời khỏi núi Cửu Phong, mai danh ẩn tích mấy năm, Mặc Đao vẫn luôn nhớ mãi không quên cô. Thậm chí sau khi Thiên Sơn Tuyết trở về, sinh ra một đôi trai gái, Mặc Đao cũng không chê, vẫn đồng ý đón nhận Thiên Sơn Tuyết, muốn tận tâm tận lực làm người cha dưỡng tốt. Thế nhưng mà, Thiên Sơn Tuyết không cho anh ta cơ hội, một chút xíu cơ hội cũng không. Suốt 4-5 năm qua, mặc dù Mặc Đao không chỉ một lần nói ra tâm ý với Thiên Sơn Tuyết, nhưng đổi lại đều là đối phương vô tình cự tuyệt. Mặc Đao cũng không tức giận, ngược lại càng thêm yêu thích Thiên Sơn Tuyết, vẫn luôn ở sau lưng âm thầm ủng hộ Thiên Sơn Tuyết. Sự chờ đợi này, cũng là 4-5 năm rồi,
nhưng Mạc Đao vẫn không oán giận, không hối hận. Giờ phút này, Mạc Đao tận mắt nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết yêu thích của mình, lại nằm trên đùi Tô Thương. Đôi môi đỏ làm anh ta mê mẩn đã lâu, đang bị Tô Thương làm bẩn, răng của Mạc Đao đều đã cắn nát, chảy ra hai hàng nước mắt, tim như muốn bóp chết. Một nhành mai trắng, kiêu hãnh nở trong tuyết, chỉ tỏa hương vì người, yêu người ta yêu thì không oán trách không hối hận. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Mạc Đao vang lên, nhạc chuông, một nhành mai, thê thảm lập tức vang vọng bốn phía, cực kỳ hợp với tình hình. Sau khi dừng lại vài giây, Mạc Đao hít một hơi thật sâu, bấm nghe điện thoại. Đồ Nhi, ta là sư phụ Tuyệt Tuyệt Tử của con đây, ở hướng Bắc Võ Đăng cổ trấn cách 50 dặm, có một quán rượu, sư phụ ở đó chờ con. Trong điện thoại, truyền đến tiếng của Lâm Uyên, nói xong không chờ Mạc Đao trả lời, liền cúp điện thoại. Quán rượu? Vì sao lại là quán rượu chứ? Mạc Đao cuồng loạn kêu lên. Quá nửa đêm rồi còn gào khóc thảm thiết cái gì thế? Con mẹ nó ai vậy hả? Dọa ông đây giật nảy mình rồi. Ồn ào quá, nhanh nhanh cút đi, hô thêm một tiếng nữa thì ông đây dế tê chết mày. Bây giờ võ đang cổ trấn, đã sớm chứa đầy các thiên tài võ thuật cùng với trụ cột của họ rồi, Mạc Đao đột nhiên la to lên, tất nhiên bị mọi người oán trách rồi. Tô Thương, mày chờ đó cho tao. Mạc Đao chỉ có một mình, đương nhiên không dám ngang ngược, sau khi nhìn Tô Thương nói một câu, liền xám xịt chạy đi. Chấm chấm chấm. Một bên khác. Quán rượu nhỏ. Tô Thương nghiện hôn quá, mãi mới chịu buông Thiên Sơn Tuyết ra, thỏa mãn mà lìa em mờ môi. Sau khi có được tự do, Thiên Sơn Tuyết vội vàng rời khỏi vòng tay Tô Thương đang ôm ấp, đứng bên cạnh sửa lại quần áo, khuôn mặt đỏ giống như trái táo chín. Tuyết Nhi, hôn miệng có một cái mà thôi, mà đã đỏ mặt rồi, ha ha ha, cái này không thể được rồi nha, đêm nay anh lại định làm thêm chuyện khác với em nữa đó. Tô Thương thấy vậy, đứng lên bên cạnh Thiên Sơn Tuyết, ánh mắt có chút mê hoặc, mượn men rượu định làm chuyện xấu một lần. Tô Thương. Thiên Sơn Tuyết giận dữ nhìn Tô Thương, giọng điệu lạnh lùng nói, anh chơi đùa đủ chưa hả, anh căn bản là không say, còn muốn giả vờ đến khi nào hả? Khụ khụ. Tô Thương nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên sáng lên, sờ sờ mũi lộ ra vẻ lúng túng, Tuyết Nhi, em biết rồi hả? Nói nhảm quá. Chút chuyện nhỏ đó của anh, mà lừa được ai chứ? Vậy thì sao em lại để cho anh hôn chứ? Em! Thiên Sơn Tuyết mặt đỏ lên, vén mấy sợi tóc trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói, sau này không cho phép anh làm như vậy nữa. Sau này không cho phép, này, thế hôm nay có thể tiếp tục hả? Tô Thương dò hỏi. Không thể! Thiên Sơn Tuyết quả quyết từ chối, sau đó chân thành nói, Tô Thương, đừng làm loạn, nói chuyện chính với anh đây. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất của Đại hội Võ Thuật, em với mấy trụ cột của thế lực khác, đã bốc thăm được đối thủ của 20 người tấn cấp rồi. Thiên Sơn Tuyết biểu cảm nghiêm trọng nói, rất không may, Tô Thương, đối thủ của anh đa số là cường đại đến mức tới tận bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy cô ấy sử dụng toàn lực, anh biết cô ấy là ai không? Ai, Tô Thương lập tức trở nên nghiêm túc, nghi ngờ nói, anh từng gặp qua sao? Cô ấy tên là Sa Mã Sa Y. Đến từ núi Cống Giát. Thiên Sơn Tuyết đáp lại nói. Sa Mã Sa Y. Tô Thương cau mày nói, đây là cái tên gì vậy, sao mà nghe kỳ quái quá. Sa Mã Cát Y xuất thân từ dân tộc Di, là một cô gái tộc Di. Thiên Sơn Tuyết nhẹ khẽ cười nói, bốn chữ này, tại dân tộc Di có nghĩa là mỹ nữ, Sa Mã Sa Y cũng thực sự xứng đáng cái tên này, cực kỳ xinh đẹp. Chỉ bất quá trước kia cô ấy chưa bao giờ lộ mặt ra bao giờ, cho nên giới luyện võ không người nào biết cô ấy, bằng không mà nói, địa vị của em và Lan Diệu Y lại bị cạnh tranh nữa rồi. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói, hiện tại có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, đặt cho cô ấy một cái tên, gọi là Tây Sa Y, Nam Tuyết Bắc Lan Tây Sa Y. Tô Thương, chẳng lẽ anh không muốn làm quen với cô ấy sao, cùng với cô ấy có một cuộc gặp mặt bất ngờ đầy lãng mạn sao? Xì. Tô Thương nghe nói như thế, bĩu môi nói Tây Hoàng Sa gì chứ, có xinh đẹp hơn nữa cũng không xinh đẹp bằng Tuyết Nhi em, đại hội võ thuật ngày mai, em cứ nhìn xem anh có đánh cho cô ta thảm thiết hay không thì biết liền. Mồm mép láo lỉnh, Thiên Sơn Tuyết mang theo nụ cười, lườm Tô Thương một cái, sau đó lại trịnh trọng nhắc nhở, Sa Mã Sa Y này,
thủ đoạn quả nhiên là cường đại, Tô Thương, anh nhất định không được sơ ý chủ quan. Lúc cô ấy thi đấu, Du Du bị Tống Thanh Dương đả thương, em liền mang Du Du rời khỏi nơi đó, cho nên cũng không nhìn thấy bản lãnh của cô ấy, nhưng cô ấy đã được liệt vào hạt giống không lường trước được ở đại hội võ thuật lần này, thuộc cùng một cấp bậc thiên tài với Vương Giã, Vô Cơ. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói, trên lôi đài của đại hội võ thuật, sống chết không nói trước được, Tô Thương, anh nếu như cảm thấy không phải là đối thủ của cô ấy, nhất định phải đầu hàng trước tiên, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Anh đã biết. Tô Thương gật gật đầu, nhưng trong lòng lơ đễnh, căn bản không có đem Sa Mã Sa Y để vào mắt. Hiện nay, Tô Thương là luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể là trúc cơ, lại thêm chỉ xích thiên nhai, bách thế luân hồi quyền, bí thuật huyết tế, cùng các loại chí bảo, lực chiến đấu của anh, mạnh đến mức không còn gì để nói, càng đừng nhắc đến võ đang liên hoàn trận pháp. Trong lòng anh có tính toán rồi là được. Thiên Sơn Tuyết khẽ gật đầu, rồi nói, thời gian không còn sớm nữa, em về khách sạn Cửu Phong trước, anh cứ từ từ uống. Tuyết Nhi, Tô Thương lại kéo tay Thiên Sơn Tuyết lại, khẽ cười nói, ngày tốt cảnh đẹp thế này, không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự, gia tăng tình cảm đi. Tô Thương, thu hồi tâm tư của anh đi, chuyện của chúng ta, chờ đại hội võ thuật qua đi lại nói. Thiên Sơn Tuyết nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tô Thương lại tiến lên một bước, từ phía sau ôm lấy Thiên Sơn Tuyết, anh nghiêng đầu ghé sát bên tai Thiên Sơn Tuyết, ôn nhu nói, Tuyết Nhi, những năm này, em sống có tốt không? Tô Thương, anh, khuôn mặt ngọc của Thiên Sơn Tuyết đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi, ngượng ngùng nói, anh đừng như vậy, em không thích người khác từ phía sau. Thì ra em ưa thích từ phía trước à? Tô Thương nở nụ cười nham hiểm, miệng ghé sát lỗ tai của Thiên Sơn Tuyết. Thâm tình chậm rãi nói, thế nhưng anh thích từ phía sau, em có thể chiều theo ý anh không? Hử, ý gì, Tô Thương? Thiên Sơn Tuyết hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, ngượng ngùng không chịu nổi nói, Tô Thương, anh hạ lưu, tư tưởng thật bẩn thỉu. Hừ, Tô Thương làm bộ rất tức giận, một tay kéo Thiên Sơn Tuyết vào lòng mình. Vừa vặn bên cạnh có một bức tường, Tô Thương trực tiếp đem Thiên Sơn Tuyết đè lên tường. Lạnh lùng nói, em có thể nói anh phong lưu, nhưng tuyệt không thể nói anh hạ lưu, cô bé à, em chạm đến giới hạn của anh rồi, hiện tại anh đang rất tức giận, em nói nên làm sao bây giờ? Em, Thiên Sơn Tuyết nhất thời có chút không biết làm sao, trong lòng vô cùng tự trách, nhỏ giọng nói, Tô Thương, thật xin lỗi, lúc nãy em hơi nặng lời rồi, em không nên nói anh hạ lưu, em xin lỗi anh. Xin lỗi, Tô Thương hừ lạnh một tiếng nói. Một câu xin lỗi liền muốn làm nguôi lửa giận trong lòng của anh sao? Vậy em phải làm thế nào, thì anh mới nguôi giận? Thiên Sơn Tuyết không còn dáng vẻ lạnh lùng như băng tuyết nữa, ngược lại giống như là một đứa trẻ đang phạm sai lầm vậy. Nguôi giận, cả đời này đều không thể nguôi giận được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi em lại cho anh hôn một cái. Tô Thương đột nhiên nở một nụ cười đê tiện. Tô Thương! Thiên Sơn Tuyết lập tức ý thức được mình bị đùa nghịch, Tô Thương căn bản không có tức giận, thế là trong lòng lại cáu giận lên. Bất quá ngược lại nghĩ đến, Tô Thương có thể có cái ý đồ xấu gì chứ, đơn giản cũng chỉ là muốn hôn mình một cái thôi mà. Nghĩ như vậy, Thiên Sơn Tuyết trong nháy mắt không tức giận nữa, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ. Chụt! Đúng lúc này, Tô Thương không có cho Thiên Sơn Tuyết cơ hội phản ứng, miệng trực tiếp in lên trên môi đỏ mọng của Thiên Sơn Tuyết. Lần này, Thiên Sơn Tuyết không có dãy giụa, bắt đầu nhiệt tình đáp lại Tô Thương. Ánh trăng như nước, chiếu nghiêng xuống. Bên tường, bóng dáng hai người kéo dài vô hạn, ôm nhau thật chặt, vô cùng lãng mạn. Cứ như vậy, hai người hôn nhau vài phút đồng hồ, từ đầu đến cuối không chịu tách rời nhau, khoảng cách đôi bên được kéo gần lại rất nhiều. Tùng, thu thu, tùng, đột nhiên. Cách đó không xa truyền đến thanh âm của tiếng trống gia thú đinh tai nhức óc, cùng tiếng kèn sô na du dương. Điều này khiến Tô Thương cùng Thiên Sơn Tuyết giật nảy mình, hai người lập tức kết thúc động tác vừa rồi. Thiên Sơn Tuyết đứng ở bên cạnh, mặt ngọc ửng hồng, ngượng ngùng chỉnh lý tóc tai của mình. Ai? Ai mà không có mắt như vậy, dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây? Tô Thương thì tức hổn hển nhìn sang. Kết quả phát hiện Vương Phú Quý cùng với Trương Mộ Cổ lảo đảo đi tới.
hai người vẫn đang trong trạng thái say rượu, chóng mặt, bước đi giống như zombie vậy. Vương Phú Quý ôm kèn của mình, quai hàm phình lên, thổi gọi là một cái càng hăng. Về phần Trương Mộ Cổ, giống như lấy lại sức mình, mò tìm đến chiếc trống da thú ở trên vai mình, ra sức đánh tùng tùng. Con mẹ nó! Tô Thương tức nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Đại Thiếu Gia, Trương Mộ Cổ, các người làm cái gì vậy, không nhìn thấy tôi đang lãng mạn cùng Tuyết Nhi sao? Tô Đại Thiếu Gia, chúng tôi đương nhiên thấy rồi. Trương Mộ Cổ khiêng chiếc trống da thú, vừa cười vừa nói, nhưng người của xã hội thượng lưu, đều không phải thích trong những thời khắc lãng mạn sẽ thêm chút âm nhạc sao, tôi nhìn thấy rất nhiều nhà hàng Tây, đều có trình diễn âm nhạc. Hiếm khi gặp được thời khắc ngọt ngào của anh và chị dâu, tôi và anh Phú Quý mới tính toán, dứt khoát thêm chút âm nhạc cho hai người, gia tăng bầu không khí lãng mạn một chút. Trương Mộ Cổ vừa cười vừa nói. Tô Đại Thiếu Gia. Vương Phú Quý bên cạnh đắc ý nói, đây chính là ý của tôi đấy, sao nào, có phải rất tuyệt đúng không? Ha ha, anh không cần trả lời, tôi đều hiểu, lúc này anh chắc đang cảm động chết đi được nhỉ. Vương Phú Quý trượng nghĩa nói, nhưng mà, chúng ta là anh em của nhau, đây đều là chuyện chúng tôi nên làm, không cần cảm ơn chúng tôi đâu. Còn nữa, màn biểu diễn vừa rồi do tôi với Trương Mộ Cổ cùng hợp tác, màn biểu diễn này ít nhất cũng sánh ngang với siêu sao hạng nhất, làm gì làm cũng phải được 180 vạn. Vương Phú Quý rộng lượng nói, nhưng chúng ta là anh em tốt của nhau, vậy đi, tôi sẽ giảm giá cho anh. Cái đầu nhà cậu, tôi nhìn thấy hai người uống say rồi, ông đây lần này chính là đánh gãy xương hai người. Tô Thương đen sầm mặt lại, nắm chặt nắm đấm, hung hăng ác liệt xông về phía Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ. Tô Đại Thiếu Gia đừng đánh nữa, tôi không thổi nữa là được chứ gì. Đợi chút, Tô Đại Thiếu Gia đừng trách tôi, là ý của anh Phú Quý đó. Anh Mộ Cổ anh không trượng nghĩa rồi, uổng công tối xem anh là anh em, anh vậy mà lại bán đứng tôi. Anh Phú Quý, xin lỗi, anh em vẫn như chim cùng rừng, hoạn nạn đến nơi thì mạnh ai nấy bay, anh em cũng chính dùng để bán mà. Bên ngoài quán rượu. Nhìn thấy tên Hề Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ, Tô Thương thật sự là nhìn không được, thế là ra tay đánh nhau, cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Thiên Sơn Tuyết thấy vậy, lộ ra một nụ cười, sau đó liền xoay người rời khỏi nơi đó. Đánh nhau mười mấy phút, Tô Thương mới dừng tay lại, Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ cũng đã tỉnh rượu rồi. Đương nhiên, Tô Thương không có đánh thật mà chỉ quậy một chút mà thôi. Ba người lại ngồi xuống uống rượu một lúc, Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ càng trò chuyện càng lên tinh thần, nhất định lại phải biểu diễn tài nghệ. Tô Thương không muốn lỗ tai bị ô nhiễm, cho nên liền rời đi. Vốn dĩ Tô Thương muốn ở lại khách sạn Thái Sơn, nhưng lúc ban ngày, chính mình đã cãi nhau với Sơn chủ Thái Sơn, cho nên anh không muốn đến khách sạn Thái Sơn nữa, tránh lại mất tự nhiên. Thế là, Tô Thương thi triển chỉ xích thiên nhai. Rất nhanh liền đi tới khách sạn Cửu Phong. Lúc anh tới thì Tô Du Du đã ăn xong và đi ngủ rồi. Bởi vậy Tô Thương không có quấy rầy Tô Du Du nữa, mà để người của núi Cửu Phong sắp xếp cho mình một cái phòng. Tô Thiếu Gia, mời lên lầu. Người luyện võ núi Cửu Phong, bất kể là thiên tài trẻ tuổi, hay là các trưởng bối hộ tống các thiên tài, đều vô cùng cung kính Tô Thương, sắp xếp cho Tô Thương một căn phòng tốt nhất trước tiên. Cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn xong, Tô Thương liền nhanh chân lên lầu, đi tới một cái phòng ở lầu 5, rồi anh đẩy cửa vào. Ngay sau đó, bóng dáng Ali liền xuất hiện. Từ đầu đến cuối, Ali đều không hề rời khỏi Tô Thương, chỉ là cô ấy vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối mà thôi. Cậu chủ, cái tên Mặc Đao kia, nhận được một cú điện thoại, liền rời khỏi võ đang cổ trấn. Lúc này, Ali nhỏ giọng nói ra. Tôi phát hiện ra rồi. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi nói, người này không cần phải để ý, độc công của anh ta so với lão độc vật của anh ta còn kém xa. Chẳng qua nếu như anh ta còn dám có ý đồ với Tuyết Nhi, thì tôi tuyệt đối sẽ không tha mạng. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thương ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cho tới nay, trong mắt anh, thì tên Mặc Đao kia cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, anh chưa bao giờ xem Mặc Đao như là đối thủ. Ali, bỗng nhiên. Tô Thương nghĩ đến một việc, liền dò hỏi, tên nhóc Tô Tinh Hà kia, đi đâu rồi, làm sao mà ở đại hội võ thuật không có khí tức của nó vậy?
Hiện nay, Tô Thương nắm trong tay võ đang liên hoàn trận, toàn bộ một ngọn cây cọng cỏ của võ đang, chỉ cần anh muốn, thì đều nằm trong khống chế của anh. Cậu chủ, lúc cậu uống rượu, tôi đã đi xem Du Du, nói chuyện với Du Du một lúc, cô bé nói Tinh Hà bị mẹ đưa đi rồi. Ali đáp lại nói, về sau tôi mới biết được, cô chủ Thiên Sơn Tuyết phái người đem Tô Tinh Hà đưa về núi Cửu Phong rồi, hình như bởi vì cậu bé đã dám trốn nhà ra đi, cho nên phải phạt giam cậu bé lại. Ha ha, tên nhóc thúi này, đáng đời, phải trừng phạt nó thật nặng vào. Tô Thương cười cười, sau đó anh liền không nghĩ nhiều nữa chuyện này, mà khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu ngồi thiền. Hai ngày này, Tô Thương thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là đạt được ngọn tháp của tháp hư không, sau đó lại lấy được liên hoàn trận của núi Võ Đang. Chỉ là, ngọn tháp hiện tại không thể gắn lên tháp hư không được, có chút đáng tiếc rồi. Tháp hư không trước mắt chỉ có 3 tầng phía dưới, nhất định phải từng tầng nối liền với nhau. Trước đó nghe Du Du nhắc qua, nói là vật chí bảo của lão minh chủ núi Cửu Phong, rất có thể cũng là tầng thứ 4 của tháp hư không. Cái vật chí bảo đó đã bị Tô Tinh Hà trộm lúc trốn nhà ra đi, hiện tại Tô Tinh Hà đã về tới núi Cửu Phong, chắc hẳn chí bảo cũng bị mang về núi Cửu Phong rồi. Chờ sau khi đại hội võ thuật kết thúc, mình phải đi một chuyến đến núi Cửu Phong, tận mắt xem xét xem. Nếu thật là tầng thứ 4 của tháp hư không, thì bất luận như thế nào cũng phải cầm về. Sự lớn mạnh không gì sánh bằng của tháp hư không, mặc dù Tô Thương hiện tại vẫn không thể hoàn toàn thôi động tháp hư không được. Nhưng lo trước cho khỏi họa. Nhắc đến thực lực, bây giờ Tô Thương tùy lúc có thể đặt chân lên cảnh giới trúc cơ, nhưng anh muốn lại trải qua một trận chiến đấu lâm ly, nhẹ nhàng. Chỉ có tẩy lễ bằng kinh nghiệm chiến đấu, thì căn cơ mới có thể càng thêm vững chắc, làm gì chắc đó, mới có thể thu được thành tựu tốt hơn. Sa Mã Sa Y. Ha ha, không biết cô ấy có thể khiến mình xuất ra toàn lực hay không, mình ngược lại thật ra có chút chờ mong vào trận đấu ngày mai. Tô Thương tự lẩm bẩm, sau đó hai mắt khép hờ, bắt đầu vận chuyển Cửu U Trấn Ngục Quyết. Cứ như vậy, một đêm bình yên trôi qua. Chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi, hôm nay chính là thời gian của vòng 20 chọn 10, đoàn đội 38 của giới luyện võ, đã sớm chờ sẵn ở lôi đài đã lâu. 20 người đứng đầu của đại hội võ thuật, nhân tài tề tựu. Bảng 1, Vương Giã Đạo Trưởng. Bảng 2. Tây Môn Long Ngâm. Bảng 3, Tống Thanh Dương. Bảng 4, Thiên Tài Đao Tông Triệu Tầm Hoan. Bảng 5, Vương Phú Quý. Bảng 6, Triệu Chỉ Nhược. Bảng 7, Lâm Uyên ở thành phố nhỏ nơi biên giới. Bảng 8, Truyền Nhân của Phật Sơn Cước Pháp Hoàng Dần Hổ. Bảng 9, Thạch Cửu Thiên. Bảng 10, Phật Tử Vô Cơ. Bảng 11, Sa Mã Sa Y Núi Cống Giát. Bảng 12, Đỗ Phi Dương nhà họ Đỗ nơi Thâm Thành. Ngay sau đó chính là 8 trận đấu vé vớt. Thiên tài tấn cấp vòng vé vớt, vốn không có gì vượt trội, dù sao đã bị bại bởi đợt tấn cấp lúc trước. Chỉ là, Tô Thương cùng Tây Môn Hổ Tiếu là một ngoại lệ, hai người đều là tự nguyện nhận thua. Còn có Mặc Đao thiếu gia của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, cũng xuất hiện tại vòng thi vé vớt. Thế nên là thiên tài đỉnh phong lại thêm 3 người, một là Tô Thương, một là Tây Môn Hổ Tiếu, một là Mặc Đao Thiếu Gia. Mà những thí sinh khác ở vòng vé vớt thì không có gì đáng sợ cả. Hôm nay 20 người dự thi, có 10 trận đấu, cũng giống như vòng thi vé vớt, toàn bộ đều tiến hành ở giữa lôi đài. Từ buổi sáng bắt đầu, một mực đánh nhau, một ngày đánh không hết, thì đánh 2 ngày, sau khi 10 trận đấu kết thúc, lại tiến hành xuống vòng 10 chọn 5. Đối thủ Tô Thương là Sa Mã Sa Y. Mà trận đấu mở đầu, chính là của anh và Sa Mã Sa Y, cho nên Tô Thương sớm đã đi tới hiện trường rồi. Vốn dĩ Tống Thanh Dương là người được tấn cấp ở bảng 3, nhưng anh ta đã bị Tô Thương giết chết, bởi vậy ở bảng này có người không có đối thủ, trực tiếp tấn cấp. Mà người này, chính là Võ Đang Vương Giã Đạo Trưởng. Ăn gian, đây tuyệt đối là ăn gian mà. Đúng. Đại hội võ thuật được tổ chức ở Võ Đang, kết quả Vương Giã liền được vào thẳng, lừa gạt quỷ đâu. Cái này không công bằng nha, các anh em, chống lại chuyện ăn gian này nào. Chấm chấm chấm. Biết được người không cần đánh mà được vào thẳng là Vương Giã, hiện trường nhất thời sôi trào,
đại bộ phận bà tám quần chúng đều biểu thị không phục. Mắt thấy sự tình càng ngày càng ồn ào, không có cách nào, Vương Trọng Vân bèn đứng ra mở miệng nói. Mọi người, cái vé vào thẳng này, hoàn toàn chính xác, không phải xem vận khí rút ra, mà là mấy lão già chúng ta cùng nhau chọn ra. Vương Trọng Vân nói tiếp, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này đúng là chút ăn gian. Nhưng mục đích làm như vậy, chính là vì công bằng, để những người dự thi khác có thực lực ngang bằng nhau, thêm một cơ hội tấn cấp thành 10 người mạnh nhất. Nếu như là Vương Dã không vào trực tiếp, 19 người dự thi trong trận này, xác suất sẽ có một người trực tiếp bị loại. Xét thấy Vương Dã thực lực quá mạnh, cho nên chúng ta mới quyết định để cậu ta vào thẳng. Vốn là muốn lựa chọn giữa Phật tử Vô Cơ và Vương Dã, nhưng cân nhắc đến Phật tử Vô Cơ vì tình khổ sở, Phật Pháp 3 năm chưa tiến, vì vậy mới lựa chọn Vương Dã. Vương Trọng Vân nhẹ khẽ cười nói, nếu như 19 người dự thi trong lòng có khúc mắc, có thể nói ra, mấy lão già chúng ta lập tức có thể chọn ra người được vào thẳng. Lời này vừa nói ra, đông đảo 20 thiên tài tấn cấp đều luống cuống, sắc mặt cũng thay đổi. Vương Dã nếu là tham gia thi đấu, thành đối thủ của mình làm sao bây giờ? Vương Dã mạnh như vậy, đánh cái chết liền nha. Đại hội võ thuật năm nay, cường giả như mây. Nhưng được công nhận là thiên tài mạnh nhất, chỉ có hai người. Một là Võ Đang Vương Dã, người khác là Phật tử Vô Cơ. Mấy lão già ở trên cao kia, ở vòng 20 chọn 10 này, tuyển ra thiên tài mạnh nhất vào thẳng, cũng phải hợp tình hợp lý. Kể từ đó, tuyển chọn vào thẳng, chỉ có hai người. Nhưng Phật tử Vô Cơ vì tình khổ sở, bởi vì Lan Diệu Y mà trốn khỏi núi Bồ Đề, 3 năm qua Phật Pháp dậm chân tại chỗ, vì vậy bị loại trừ đi. Cho nên, vé vào thẳng này, liền cho Võ Đang Vương Dã. Đây không phải Võ Đang tranh giành cho Vương Dã, mà chính là mấy lão già kia cùng nhất trí quyết định. Cho dù là Tây Môn Phong Vân, đều vô cùng đồng ý, ông ta cũng không có nắm chắc hai cái đời sau của nhà mình, có thể thắng được Vương Dã, trước hết để cho Vương Dã vào thẳng, là quyết sách chính xác nhất không cần phải nghi ngờ. Rút thăm thì rút thăm, năm nay đại hội võ thuật nhiều thiên tài như vậy, ai sẽ sợ Vương Dã đạo trưởng chứ, đúng hay không chứ hả, Tây Môn đại thiếu gia. Đúng vậy, còn có Tây Môn nhị thiếu gia, đừng nghe theo bọn họ, phải liều mạng với Vương Dã đạo trưởng đi chứ, anh ta không nhất định đánh thắng được cậu đâu. Thạch Cửu Thiên, Thạch thiếu gia, cậu là thiên tài của vùng đất tế trời, Thái Sơn lại là đứng đầu của ngũ nhạc, cậu lại tu luyện Thái Sơn thần công, sợ méo gì chứ. Cương với tên nhóc họ Vương kia đi, tôi ủng hộ cậu. Cô chỉ nhược, cô kiếm pháp siêu quần, lại có kiếm hà hoa, vật chấn sơn của núi Nga Mi, chỉ là một tên tiểu đạo sĩ, không đủ gây sợ đâu. Chấm chấm chấm. Hiện trường đông đảo người xem, bà Tám không chê chuyện lớn mà, nghe được Vương Trọng Vân đưa ra đề nghị muốn rút thăm, liền nhao nhao lên bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà, người dự thi trên lôi đài, lại nhịn không được sợ run cả người, rút thăm cái đầu nhà mấy người. Cho dù là Tây Môn Long Ngâm, Tây Môn Hổ Tiếu, Thạch Cửu Thiên, các thiên tài tâm khí cao ngạo như này, cũng đều không muốn chiến đấu với Vương Dã, nhao nhao ngậm miệng không nói. Tôi cảm thấy có thể. Đúng lúc này, Tô Thương đứng dậy, nhẹ khẽ cười nói, để cho công bằng, vẫn là rút thăm quyết định vào thẳng đi. Tô Thương. Tây Môn Hổ Tiếu bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói, anh không nói lời nào, thì cũng không ai nghĩ anh câm điếc đâu. Thế nào, tôi còn không thể nói chuyện rồi hả? Tô Thương nhíu mày, sau đó nhìn chăm chú Tây Môn Hổ Tiếu, cười lạnh nói, Tây Môn Hổ Tiếu, anh chắc không phải là đang sợ Vương Dã đạo trưởng đó chứ? Hừ, tôi chỉ là không muốn trì hoãn thời gian mà thôi. Tây Môn Hổ Tiếu khẳng định là sợ, nhưng mà loại tình huống này, tự nhiên không thể thừa nhận. Nếu không thì mất mặt lắm, bởi vậy anh ta thuận miệng qua loa trả lời cho có lệ. Cái này thì có gì đâu, vô cùng đơn giản rút ra cái thăm, vài phút giải quyết xong rồi. Tô Thương cười nói. Tô Thương. Lúc này, Vương Trọng Vân rời ánh mắt nhìn tới, dò hỏi cậu khẳng định muốn rút thăm sao? Xác định, Tô Thương gật gật đầu. Tại sao? Vương Trọng Vân nghi ngờ nói. Hai. Tô Thương nghe vậy, thở dài một hơi. Nói nghiêm túc, tôi nhìn qua một lượt, tôi lần đầu lên đài, mà đối thủ của tôi lại là một mỹ nữ, đến từ dân tộc Di, Sa Mã Sa Y.
Tôi thật sự là không muốn cùng mỹ nữ đánh nhau trên lôi đài, sợ cứ đánh một hồi lại nảy sinh tình cảm. Tô Thương nói tiếp, nếu như đánh nhau ở trên giường thì tôi có lẽ có thể nghĩ lại một chút. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời truyền đến một trận cười vang. Cái tên hậu nhân nhà họ Tô này, đúng là một người tài nha. Trên giường đánh nhau, ha ha ha, còn chưa bắt đầu đâu, liền mở miệng đùa giỡn Sa Mã Sa Y rồi, tuyệt. Cô gái dân tộc gì, Tô Thương đang nhạo báng cô đó, cô đây có thể chịu được sao? Đổi lại là tôi khẳng định không bỏ qua cho anh ta, nhất định phải cùng anh ta đánh một trận trên giường, để xem người nào mới lợi hại hơn. Chấm chấm chấm. Quần chúng bà tám, người một lời ta một câu, nói xong chính là chờ lấy xem náo nhiệt. Nhưng mà Sa Mã Sa Y lại phảng phất không có nghe được, đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu lộ trên mặt cũng không có thay đổi. Tô Thương, cậu không sợ mình bị xui, trong trận đấu 20 chọn 10, gặp được học trò vương giã của tôi sao? Lúc này, Vương Trọng Vân cười hỏi. Không sợ. Tô Thương lắc đầu, khẽ cười nói, nếu như ngay cả điểm này cũng không có tự tin thì làm sao lấy được giải nhất đại hội võ thuật? Làm thế nào làm minh chủ giới luyện võ? Như thế nào quản lý được giới luyện võ? Tôi ngược lại thật ra hy vọng chính mình gặp được vương giã, hung hăng đem anh ta dẫm bẹp dưới chân mình, dựa vào uy danh hiển hách của anh ta, trải đường vô địch cho tôi. Tô Thương nghiêm mặt nói. Ngông cuồng. Vậy mà muốn lấy vương giã đạo trưởng làm bàn đạp, cái này quá phách lối rồi nha. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Thương. Sư phụ. Lúc này, vương giã đi lên trước một bước. Một miệng nói ra, nếu như Tô Thương đã muốn rút thăm, vậy thì rút đi, con cũng chờ mong có thể trận đấu đầu tiên cùng anh ta phân các thấp. Ừm. Vương Trọng Vân gật gật đầu, ngay sau đó nhìn quanh các thiên tài tấn cấp khác, dò hỏi các người cả đồng ý với ý kiến này không? Những người này đều là thiên tài một phương, có sự kiêu ngạo của chính mình, dù là trong lòng không tự nguyện, nhưng cũng sẽ không đứng ra phản đối việc rút thăm. Lại thêm. Tổng cộng 20 người dự thi, đối thủ của mình là vương giã, cái này xác suất là rất rất nhỏ, tóm lại cũng sẽ không đen đủi như vậy chứ, vừa vặn rút đến vương giã sao. Anh Phong Vân, trụ trì viên thông, mọi người cảm thấy thế nào, muốn rút thăm hay không? Vương Trọng Vân vừa nhìn về phía bên mấy lão già kia. Ha ha, tôi không có ý kiến. Tây Môn Phong Vân nhìn qua Tô Thương, cười cười nói, mặc dù tôi không thích sự nghiệp của nhà họ Tô. Nhưng ý nghĩ vô địch này của cậu ta, lại đáng được khen ngợi, không tệ không tệ, vậy thì rút đi. A-di-đà Phật, trụ trì viên thông chắp tay trước ngực nói ra, chúng sinh đều bình đẳng, chúng ta ngay từ đầu đã làm sai, không nên quyết định vào thẳng như vậy, chuyện này xác thực không công bằng, may mắn hiện tại còn có thể cứu vãn được. Mặc dù trụ trì viên thông không trả lời thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng, đó là đồng ý rút thăm. Mấy người khác ngồi ở trên cao kia, cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Vương Trọng Vân cũng không chần chừ nữa, lập tức sắp xếp đạo sĩ của Thiên Cơ Môn, chuẩn bị nghi thức rút thăm, đồng thời định ra quy tắc. Người nào rút được tấm vé vào thẳng, như vậy người này sẽ đổi chỗ với vương giã. Ví dụ như đối thủ của A vốn là B, nếu như A rút được vé vào thẳng, thì A sẽ thành công tấn cấp vào 10 người mạnh nhất. Mà vương giã, liền trở thành A. Phải cùng B đấu với nhau. Cứ như vậy, tại hiện trường dưới sự chứng kiến của mọi người, nghi thức rút thăm bắt đầu. Rất nhanh, kết quả liền được công bố ra. Kết thúc cuộc rút thăm người được vào thẳng là. Vương Trọng Vân nhìn thoáng qua cái tên ở trong tay, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp, nhà họ Tô, Tô Thương. Soạt. Kết quả vừa được nói ra, hiện trường lại sôi trào. Tên này vận khí thật tốt. Ha ha ha, thú vị ghê, quả nhiên người dũng cảm sẽ được trời cao ưu ái. Các thiên tài khác cuối cùng thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng mà, Sa Mã Sa Y lại thảm rồi. Chấm chấm chấm. Chính như quần chúng bà tám nói, các đại thiên tài như chút được gánh nặng, âm thầm cảm thấy chính mình may mắn tránh thoát một kiếp. Về phần Tô Thương, bất đắc dĩ khoát khoát tay, anh là thật nghĩ muốn cùng vương giã đọ sức một trận. Bởi vì hiện trường nhiều thiên tài như thế, nhưng nhìn chung cũng chỉ có vương giã, có thể cùng anh đấu một trận cho thoải mái. Tô Thương muốn trúc cơ vững vàng, chính là phải cần trận chiến đấu này, nhưng mà bây giờ xem ra,
ở vòng thứ nhất là không có cơ hội rồi. Tô Thương. Lúc này, Vương Giã mặc đao bào, nhanh chân đi đến trước mặt Tô Thương, thản nhiên nói, vận khí của anh không tệ, nhưng rất đáng tiếc, ở trước mặt người có thực lực chân chính, thì vận khí sẽ không chịu nổi một đòn đâu. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám khiêu khích tôi, anh là người đầu tiên đó, còn muốn đem tôi dẫm ở dưới chân, không thể không nói, anh can đảm lắm. Nhưng tôi cũng đã để mắt tới anh, nếu như trong trận đấu 10 chọn 5 mà gặp được anh, thì tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc khiêu khích tôi. Sau khi lưu lại một lời nói, Vương Giã liền rời ánh mắt, thả người nhảy lên ở giữa lôi đài, chuẩn bị nghênh chiến Sa Mã Sa Y. Ha ha, Vương Giã đạo trưởng tức giận rồi. Nói khoác là nguy hiểm lắm đấy, phải cẩn thận trước khi ra vẻ ta đây chứ. Vương Giã đạo trưởng tu luyện kỳ môn chi thuật, từ trước đến nay cứ như ngủ mãi không tỉnh, chưa bao giờ thấy hứng thú với chuyện gì cả, hiếm khi thấy anh ta có cảm xúc này. Tô Thương thảm rồi, chắc sẽ bị Vương Giã đạo trưởng đánh chết mất thôi. Sau khi mọi người nghe thấy lời của Vương Giã thì lập tức nghị luận ầm ĩ, ai nấy đều thương hại nhìn Tô Thương. Tô Thương lại mỉm cười nhún vai, không quan tâm đến lời uy hiếp của Vương Giã. Tiếp theo chính là trận đấu từ top 20 đến top 10. Ở vòng này, Tô Thương không phải thi đấu, cũng tiện cho anh nhân cơ hội để quan sát con át chủ bài của đám thiên tài kia. Trận đấu thứ nhất chính là Vương Giã của Võ Đăng với Sa Mã Sa Y của núi Cống Giát. Lúc này, Sa Mã Sa Y đã xuất hiện trên lôi đài, đứng xa nhìn Vương Giã. Cô ta vẫn mặc một đồ trắng, tà váy tung bay trong gió. Sa Mã Sa Y không đeo khăn che mặt, mọi người đều thấy được một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng hấp dẫn. Đáng nhắc tới là sau khi Vương Giã nói lời tàn nhẫn với Tô Thương xong đã trở lại trạng thái lúc trước. Anh ta mặc đao bào rộng rãi, vẻ mặt buồn ngủ, cái lưng hơi còng xuống trông không hề có tinh thần. Khi trọng tài cất tiếng, trận đấu chính thức bắt đầu. Vương Giã ngáp một cái, thúc giục, ra tay đi, tranh thủ thời gian đánh cho xong để tôi còn về ngủ bù. Ha ha, Vương Giã đạo trưởng, có phải anh khinh thường người ta quá rồi không? Sa Mã Sa Y nhẹ nhàng cười nói. Chấm, giọng nói của cô ta rất êm tai và quyến rũ, vừa mới mở miệng đã lập tức thu hút một đống tên háo sắc thi nhau cổ vũ cho Siko Tata. Khinh thường. Vương Giã lắc đầu nói, đâu có, cô không phải là đối thủ của tôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ha ha. Nụ cười trên mặt Sa Mã Sa Y đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, có phải là đối thủ của anh không thì phải đánh mới biết được. Vèo. Sa Mã Sa Y vừa dứt lời liền bay về phía Vương Giã với tốc độ rất nhanh, gần như biến thành một luồng ánh sáng trắng. Cô ta biết thực lực của Vương Giã, công nhận là rất mạnh, cho nên ngay từ đầu đã không giấu dốt mà dùng hết sức để ra tay. Lấy tốc độ và thực lực của Sa Mã Sa Y, thần tông trung kỳ bình thường sẽ không thể né tránh được, cũng không thể chống lại. Thấy bàn tay của mình cách Vương Giã càng ngày càng gần. Sa Mã Sa Y kết luận Vương Giã không có cách nào tránh né, liền cười lạnh, Vương Giã của Võ Đăng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng rất nhanh, Sa Mã Sa Y đã phải thay đổi sắc mặt. Bởi vì lúc cô ta sắp đánh trúng Vương Giã đột nhiên biến mất. Tôi đã nói cô không phải đối thủ của tôi rồi mà. Một giây sau, Vương Giã đã xuất hiện phía sau Sa Mã Sa Y, bình thản nói. Hừ. Mặc dù Sa Mã Sa Y vô cùng sợ hãi, nhưng cô ta cũng không chịu thua mà nhanh chóng xoay người tấn công lần nữa. Kết quả không hề khác lúc trước, Sa Mã Sa Y còn chẳng thể chạm vào được đạo bào của Vương Giã. Sau đó toàn bộ đòn tấn công của Sa Mã Sa Y đều bị Vương Giã tránh được. Một lát sau, Sa Mã Sa Y mới phát hiện tốc độ di chuyển của Vương Giã cũng không nhanh. Nhưng dường như ông ta đã biết được hướng tấn công của mình. Lần nào cũng có thể lặng lẽ tránh thoát. Biết trước, năng lực này quá kinh khủng. Kết thúc đi. Lúc này, Vương Giã thản nhiên nói, một giây sau bỗng nhiên vung tay về phía Sa Mã Sa Y. Nhưng Sa Mã Sa Y có thể lọt vào top 20, đương nhiên cũng không phải người bình thường. Tốc độ của cô ta nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh tại chỗ, khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công đầu tiên của Vương Giã. Sau đó, Sa Mã Sa Y xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 50 mét, há to miệng thở hổn hển, trên trán chảy lấm tấm mồ hôi.
Thân pháp vừa rồi là con át chủ bài mạnh nhất của cô ta, nó biến hóa khó lường, sử dụng một lần sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí và sức lực. Ồ, Vương Dã đánh trượt, liền đứng tại chỗ mỉm cười, ha ha, không tệ, có thể tránh được một chiêu của tôi đã đủ để cô kiêu ngạo rồi. Quả nhiên hội võ trăm tông phái năm nay không giống bình thường, đây là tuyệt kỹ tàn ảnh bộ của núi Cống Giát đúng không? Đạo trưởng tinh mắt thật đấy. Sa Mã Sa Y lau khô mồ hôi trên trán, đón nhận ánh mắt của Vương Dã, cắn răng nói, không biết tàn ảnh bộ có thể chiếm được lợi thế trước đạo trưởng không? Vừa dứt lời, Sa Mã Sa Y liền nhún người nhảy lên, tạo thành rất nhiều tàn ảnh xuất hiện xung quanh lôi đài. Một cái, hai cái, ba cái, mười mấy cái bóng màu trắng đồng thời xuất hiện trên lôi đài. Mà chúng đều chỉ là tàn ảnh, chỉ có một cái là chân thân của Sa Mã Sa Y. Tàn ảnh bộ là tuyệt kỹ của núi Cống Giát, đương nhiên tôi cũng phải e dè. Nhưng cô vẫn chưa tu luyện hết, không chiếm được lợi thế đâu. Vương Dã đứng tại chỗ, nhẹ nhàng cười nói, nhưng cô lại có thể ép tôi dùng vài chiêu rồi đấy. Vừa dứt lời, Vương Dã đưa hai tay kết ấn, nhẹ nhàng đạp xuống đất. Ầm, một trận bát quái đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ lôi đài. Mà Vương Dã lại đứng ở vị trí cấn của trận bát quái. Mỉm cười nói, tất cả những thứ ở trong trận bát quái đều do tôi nắm giữ, cô không có chỗ trốn đâu. Có thể khiến tôi sử dụng trận bát quái, cô cũng có thể ăn nói được với trưởng bối nhà mình khi trở về núi Cống Giát. Vương Dã đứng bên trong trận bát quái, vừa nói xong liền nhẹ nhàng đưa tay lên, một sức mạnh kinh khủng lập tức bắn về hướng 3 giờ. Một giây sau, tàn ảnh xung quanh đều biến mất hết. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy Sa Mã Sa Y ngã xuống dưới lôi đài. Lúc này khóe miệng Sa Mã Sa Y có vết máu, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên một chiêu vừa rồi của Vương Dã đã đánh trúng chân thân của cô ta, khiến cô ta bị thương. Đây chính là kỳ môn chi thuật của Thiên Cơ môn sao, đúng là mạnh mẽ, tôi thua. Sa Mã Sa Y đứng lên, cũng không thẹn quá hóa giận mà thoải mái thừa nhận mình đã thua, sau đó nghi ngờ hỏi. Xin hỏi đạo trưởng, đây đã là chiêu mạnh nhất của anh chưa? Vương Dã xua tan trận bát quái đi, không trả lời mà ngáp một cái, đi thẳng xuống lôi đài. Tô Thương, tôi sẽ chờ để dẫm anh ở dưới chân mình. Vương Dã nhìn Tô Thương một cái rồi biến mất ở trong đám người. Vương Dã của võ đang đúng là sâu không lường được. Sa Mã Sa Y nhìn bóng lưng của Vương Dã, kiêng kỵ lẩm bẩm, sau đó cũng rời đi. Người thắng trận là Vương Dã của võ đang. Trọng tài thấy thế thì lớn tiếng công bố kết quả trận đấu. Vương Dã chiến thắng cũng không tạo ra chấn động gì quá lớn, dù sao ai cũng nghĩ là chắc chắn anh ta sẽ thắng. Rất mạnh. Chấm, Tô Thương ở dưới sân nhẹ nhàng cười nói, từ lúc bắt đầu, anh ta đã bày trận rồi. Sa Mã Sa Y vừa trèo lên lôi đài đã chắc chắn phải thua. Trận bát quái trong kỳ môn chi thuật lấy toàn bộ lôi đài làm nền. Lấy bản thân làm biến số để điều khiển tất cả, đúng là không tầm thường. Tô Thương tiếp tục nói, nhưng nếu anh ta chỉ có chút bản lĩnh đấy thì vẫn chưa đủ tư cách để đánh với mình, hy vọng anh ta có thể cho mình một sự bất ngờ. Sau khi trận chiến giữa Vương Dã của Võ Đang và Sa Mã Sa Y núi Cống Giát kết thúc, hội võ trăm tông phái tiếp tục diễn ra. Trọng tài cất cao giọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.